Cảm xúc là kẻ thù số 1 của thành công. 23 tuổi chọn chồng là việc làm quá sức. Tuổi từ 18 đến 25 được gọi là tuổi khẳng định mình, cũng có người gọi là tuổi bản lề. Một cánh cửa gỗ lim đẹp, chắc chắn và bắt mắt, nhưng tấm bản lề ọp ẹp, cẩu thả thì sẽ không bao giờ làm nên được bộ cửa đẹp. Nếu có đi chăng nữa thì đó là bộ cửa có tuổi thọ đếm từng ngày. Tuổi xuân của bạn có bị chôn vùi hay không, phần lớn là do những gì bạn làm, bạn tư duy trong độ tuổi này. Ở mỗi độ tuổi, con người ta có một sứ mạng lịch sử với cuộc đời của mình. Tâm lý những người từ 18 đến 25 tuổi là trạng thái tâm lý khẳng định làm người lớn. Nam giới khẳng định bằng việc hút thuốc lá, hay khi chở bạn gái đi chơi, chỉ cần bạn gái vỗ vai và bảo anh đi chậm thế là sẵn sàng vít ga hết công tơ mét. Tuổi này rất thích bình luận, với ai, cái gì, họ cũng có hứng bình luận. Những bình luận của họ có xu hướng chê nhiều hơn khen, luôn đặt mình vào hệ quy chiếu mà mặc định mình là ở trên hết thảy. Làm sao để bạn nhận ra những anh chàng trong độ tuổi từ 18 đến 25 ngoài đường? Đó rất có thể là anh chàng mặc quần jean, xăm trổ đầy người, vừa vít ga vèo qua bạn, làm bạn giật bắn cả người. Bạn đừng sợ, ra bóng đêm sợ ma thì thường hát lớn. Quần jean xăm trổ có khi chỉ là tấm mành vụng về, che lấp bản lĩnh thấp bên trong của họ. Ở độ tuổi này, nữ giới khẳng định mình bằng giác quan thứ 6 cực kỳ nhạy, nhạy nhất trong cuộc đời của họ. Đó là lý do bạn thường bắt gặp tại sao các bạn sinh viên mới ra trường trong độ tuổi này được tuyển nhiều vào các vị trí có đặc thù là giao tiếp nhiều với khách hàng. Doanh nghiệp nào cũng muốn bóc lột độ nhạy kỳ diệu này của họ. Độ nhạy này sẽ giảm dần theo độ tuổi. Tuổi này muốn được họ yêu, bạn phải vừa cao to, vừa đẹp trai, vừa ga lăng, vừa biết chiều chuộng. Tuy nhiên, nếu không đủ những tiêu chí này thì bạn cũng không nên tuyệt vọng. Hãy chờ thêm một thời gian nữa, qua độ tuổi này cô ấy chắc chắn sẽ khác. Tuổi đời lớn lên, các tiêu chí chọn người yêu sẽ rụng dần. Đến một lúc nào đó, bạn chỉ cần là đàn ông có tiền, thậm chí đến 50 tuổi, chỉ còn một tiêu chí là bạn có tiền. Nếu so sánh anh người yêu lý tưởng của cô gái trong độ tuổi từ 18 đến 23 với cái ly uống nước mà tôi đang bán, thì bản chất của cái ly là món đồ đựng nước. Anh chàng đó có phải là đàn ông đích thực hay không? Đây chính là phần cốt lõi của một sản phẩm. Cái ly đó làm bằng thủy tinh, dung tích ngần này. Tính tình, quan điểm, lối sống, ý chí, đây là phần thực của sản phẩm. Cái ly bán với hình thức mang đến tận nhà, mua 10 cái trở lên có khuyến mãi, cao to, đẹp trai, đây là phần giá trị gia tăng của sản phẩm. Tuổi này trăm lựa chọn nhầm cả trăm. Nhìn một anh chàng đẹp trai cao to, đó chỉ là giá trị gia tăng. Có thì tốt, nhưng không phải là ưu tiên số 1. Ấy thế mà những cô gái ở tuổi này chỉ quan tâm đến giá trị gia tăng. Đàn ông sau 30 tuổi chọn vợ theo hàm số. Ở tuổi 30, cả nam và nữ đều có chiều hướng nói ít đi, trầm ngâm hơn, nhưng lại nhìn cuộc đời bằng trái tim không tin ai nữa. Một cô gái 30 tuổi đang trong quá trình nghiên cứu một anh bạn trai. Nếu anh này rủ đi chơi, cô ấy có thể đọc vanh vách động cơ của anh này là gì đằng sau cuộc đi chơi ấy. Còn cánh đàn ông ở tuổi này thì bắt đầu chọn vợ chuẩn xác hơn. Dưới 30 tuổi, trong quá trình chọn bồ hay chọn vợ, sai lầm điển hình của đàn ông là chọn theo biếng, chứ không phải chọn theo hàm. Trong khi bản chất của chọn vợ, chọn chồng là theo hàm, chứ không phải theo biếng. Chỉ cần một nốt ruồi, chỉ cần một chiếc răng khểnh, họ sẵn sàng bê ngay một con yêu tinh về làm vợ. Đấy là sai lầm điển hình của đàn ông. Tâm lý của những anh bồ 25, 26, 27 tuổi lắc lư như cái quả lắc của đồng hồ, hay khen tuông lắm, vì lúc nào các anh cũng sợ mất người yêu. Nhưng sau 30 tuổi, các anh ấy sẽ nhìn thấy nhiều biếng hơn, chứ không chỉ chăm chăm vào cái biếng đẹp nữa. Dường như sau 30 tuổi, người đàn ông mới có được sự trưởng thành. Càng tiến đến tuổi 40, độ tuổi trưởng thành càng cao. Trai 40 tuổi thường là đúng hay sai thì tôi vẫn làm theo ý chí của tôi. Mọi thứ nghe được chỉ là để phán xét. Lúc này họ đọc một tờ báo là để phán tờ báo đó. Họ đủ trưởng thành để làm theo ý chí của mình rồi. Nhược điểm của đàn ông ở độ tuổi 30-40 là khó thuyết phục. Đây cũng là tuổi tỷ lệ đàn ông có bồ cao nhất. Con gái rất thích những anh này, thế mới có chuyện vui. Đầu hai thứ tóc đi chơi với bạn gái thì bạn gái ra sức nhổ hết tóc bạc, giữ lại tóc đen cho phù hợp với tuổi của mình. Khi về đến nhà, vợ lại ra sức nhổ tóc đen, giữ lại tóc bạc cho hợp tuổi với mình. Cho nên khi ra đường, bạn thấy anh nào cỡ 40 tuổi, đầu ít tóc, chắc chắn chú ấy đang có bồ. Sự trưởng thành của người đàn ông ở độ tuổi 30-40 được ví như một cây cầu vững chắc.
đưa họ đến dần một quãng đường đời vô cùng đặc biệt, ngũ thập tri thiên mệnh. Ở độ tuổi 40-50, độ tuổi mà ngồi ở đây, họ có thể vẽ được đường hồi quy, đường tương lai của đứa con mình, trừ khi đứa con ấy thay đổi được nguồn lực, tức là đường tương lai nó vọt lên, nó khá hơn, còn không thì đường hồi quy mà các ông bố vẽ ra cho các con của mình trong khoảng thời gian này là hoàn toàn chính xác. Vì sao con gái nên tự cố gắng? Một, bạn là người thuộc đẳng cấp nào thì sẽ gặp được người ở đẳng cấp ấy. Hai, tôi sẽ luôn cố gắng hết mình, nỗ lực làm việc, để có một ngày, khi được đứng bên cạnh người tôi yêu, dù người ấy giàu sang, phú quý, hay chỉ có hai bàn tay trắng, tôi cũng có thể dang rộng hai tay, thản nhiên mà ôm lấy người ấy. Người ấy giàu, tôi không mang tiếng trèo cao. Người ấy nghèo, hai chúng tôi cũng không phải chán nản. Đây chính là ý nghĩa của sự cố gắng của người phụ nữ không có mệnh công chúa. Vậy phải có một trái tim nữ hoàng, dùng thái độ tích cực, sống một cuộc đời hoàn mỹ. 3. Đem cuộc đời mình, số phận mình đánh cược lên một người khác. Trên thế giới này còn có người ngốc nghếch hơn thế nữa hay không? 4. Kiếm được một người chồng tốt, quả là khó. Thà chị đây tự mình cố gắng nuôi mình còn dễ hơn. 5. Cơm của cha mẹ nằm mà ăn. Cơm của bản thân đứng mà ăn. Cơm của đàn ông phải quỳ gối mà ăn. 6. Tôi muốn dùng học thức và trí tuệ của chính mình kiếm tiền báo hiếu cha mẹ. Tôi muốn dùng tiền của chính mình tặng cho con bạn thân cái váy mà nó hằng ao ước nhưng không dám mua. Nếu có thể, tôi cũng bằng lòng dùng tiền từ tay mình kiếm ra để khiến những người tôi yêu cả đời sau này không cần phải ưu phiền, lo lắng. Tôi nghĩ tôi muốn nuôi dưỡng giấc mộng riêng của bản thân mình. 7. Em có nhiệm vụ phụ trách xinh đẹp, còn anh lo kiếm tiền để nuôi gia đình. Anh lúc nào cũng có thể kiếm tiền nuôi gia đình, nhưng em có thể xinh đẹp mãi mãi hay không? 8. Người có tiền không phải là kẻ ngốc, nên đương nhiên là họ sẽ không lấy một người ngốc về. 9. Tôi không cho rằng phụ nữ hiếu thắng là cực đoan. Tôi không cho rằng phụ nữ có thể vác thùng trước là phải chịu sự xem thường. Tôi không cho rằng phụ nữ độc thân là đáng bị lên án. Tôi không cho rằng phụ nữ làm việc quyết đoán, bình tĩnh là không nữ tính. Tôi không cho rằng phụ nữ béo gầy, xấu đẹp là yếu tố quan trọng quyết định xem người đó có sống tốt hay không. Tôi cũng không cho rằng phụ nữ khi đối mặt với sự phân biệt giới tính lại nên kìm nén hay là bỏ qua. Và buồn cười nhất chính là có những người phán đoán một người phụ nữ có thành công hay không bằng cách xem họ có lấy được một người chồng tốt hay không. 10. Người phụ nữ thành công chân chính là người phụ nữ có thể giúp đỡ chồng mình vượt qua gian truân khi người chồng gặp khó khăn. 11. Bạn có thể không trở thành một người phụ nữ thành đạt, nhưng nhất định phải có một công việc ổn định, có thu nhập ổn định. Bạn có độc lập thì người đàn ông mới để mắt tới bạn. Dù lấy được một người tốt tới đâu thì tiền cũng là của người đàn ông. Người ta cho bạn thì bạn mới có dùng. Nếu người ta không cho bạn thì bạn chẳng có gì cả. 12. Sau này mua thức ăn, bạn không nhất định phải dùng tới mấy môn như toán cao cấp. Nhưng học tốt môn toán cao cấp ấy có thể sẽ quyết định xem tương lai của bạn mua thức ăn ở đâu. 13. Có kinh tế độc lập mới có quyền được tự do lựa chọn. 14. Nào đâu có chuyện vịt hóa thiên Nga, vịt con xấu xí vốn đã là thiên Nga rồi. Cũng như cô bé lọ lem vốn dĩ đã là con gái của nhà giàu. 15. Tại sao không khiến mình trở nên ưu tú hơn để thu hút người khác, mà lại phải chạy theo đuôi của người ta? 16. Không bằng cấp, không năng lực, không dáng người, không ngoại hình, không IQ, không EQ, không cùng thế giới quan, giá trị quan, không cùng tư tưởng tầng lớp, không cùng hoàn cảnh. Thì dựa vào đâu mà bạn muốn một người đàn ông tốt, có ngoại hình, có năng lực, có tố chất, có phong độ, có điều kiện coi trọng bạn? Bạn không đủ hoàn mỹ, không có tiến bộ, ngày lại ngày qua, khi tuổi tác của bạn già đi thì giá trị của bạn cũng theo đó mà giảm dần. Tình yêu chính là món đầu tư có tính phiêu lưu cao nhất. 17. Em muốn cố gắng kiếm tiền không phải vì em yêu tiền, mà là vì đời này em không muốn vì tiền mà ở bên một ai đó, và cũng không muốn vì tiền mà rời xa một ai đó. Nếu hỏi tình yêu và bánh mì em chọn cái nào, em sẽ nói, anh chỉ cần cho em tình yêu thôi, còn bánh mì thì để em tự mình mua. Yêu bằng tay và chọn chồng bằng máy tính Casio. Miễn góp ý, mấy cô đừng có cãi nữa, bởi vì tôi đâu có nói mấy cô sai. Ở tuổi của các cô 5-6 năm về trước, mấy bạn của tôi cũng y chang như vậy. Rón rén, e thẹn, cũng ồ lên khi gặp một anh chàng cao to đẹp trai, ngắt vài cọng cỏ, đếm vài con chó lang thang ở công viên, vân vân. Thế rồi các cô đổ dạt vào vai nó, để rồi nó discover tùm lum hết. Và sau đó các cô kết luận đó chính là tình yêu, còn cái thằng đực kia thì cứ tưởng thế là thật.
Diễn biến tiếp theo sau 1-2 năm yêu nhau đó là anh rất tốt, nhưng mà em rất tiếc. Xong đùng một cái mấy cô cưới một thằng lạ hoắc. Bạn bè hỏi thì các cô trả lời bằng cách lấy máy tính Casio ra bấm bấm rồi nói: xem tao tính tổng tài sản của hai thằng nè, hiểu chưa? Rồi các cô lại kết luận tình yêu phải dựa trên lý trí. Và rồi các cô tự hào với quyết định của mình rằng anh ấy mới là một nửa của đời tao. Thật ra mấy cô chẳng có biết cái gì cả. Kết quả là sau những năm tháng dai dẳng chinh chiến với một nửa của đời mình, các cô lại thốt lên: giá như tôi may mắn được mấy ông tiến sĩ thông não cho từ sớm, cũng một phần nhìn thấy từ những người thân xung quanh, nên cũng có đôi chút kiến thức muốn gửi tới mấy cô. Đàn ông gồm 3 phần. Phần giá trị gia tăng là vẻ bề ngoài, là quần áo anh ta mặc, là độ dễ thương của anh ta. Phần này chỉ nói lên 1% của đàn ông mà thôi. Phần thực là ý chí, là khả năng giao tiếp xã hội. Nó là thái độ và niềm tin vào cuộc sống. Phần này chiếm 49%. Phần lõi là khả năng làm chuyện ấy của đàn ông. Mấy cô kết luận tình yêu của mình chỉ dựa trên 1% của đàn ông thì cưới xong không ly dị cũng uổng lắm. Đàn ông đứng một mình lúc nào cũng phong độ, đặc biệt là nó ngồi với mấy cô. Chỉ có hai đứa, ta nói như một chàng ngự lâm vậy. Muốn thấy cái bản mặt thật sự của nó, mấy cô chịu khó quan sát lúc nó ở trong đám đông. Thể loại đàn ông trên bàn nhậu mà chỉ chờ cho bạn bè uống hết xong rồi quay ra đổ ly bia đi thì mấy cô cứ cẩn thận. Vì khi cưới nó về sau một thời gian, rất có thể nó sẽ đổ mấy cô đi như đổ ly bia vậy. Đàn ông khi đi ăn mà cứ càu nhàu về thức ăn và phục vụ, mấy cô cũng nên chú ý. Vì thể loại này khi đi làm về, nó sẽ chạy thẳng vào bếp và đếm xem trong lọ còn bao nhiêu trái cà, chai nước mắm sao lại vơi đi thế này. Mấy cô cứ tưởng tượng đi, sống có nổi hay không. Mấy cô lúc nào cũng phải cẩn thận với kiểu đàn ông hay nói về gia đình bằng một sự tức giận và căm hận. Một ngày đẹp trời nào đó, sự căm hận đó sẽ trút hết lên đầu của các cô và nó sẽ cho các cô nhập viện khám răng vì lỡ tay hất cái cùi chỏ vào mặt của các cô. Bản thân thằng đàn ông cũng không hiểu vì sao nó lại làm như vậy, dù nó rất là yêu các cô. Đây là một phản xạ có điều kiện, các cô liệu mà biết cách ứng xử. Nên chọn thằng đàn ông biết nói lời cảm ơn và xin lỗi. Thử nghĩ đi, mấy cô chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn và một kịch bản giường chiếu đầy lãng mạn. Rồi ăn xong nó nhảy tót lên ghế sofa ngủ lúc nào không hay. Cảm xúc tục về mo thì mấy cô thấy như thế nào? Nên chọn một thằng đàn ông vui tính và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Đúng quá rồi, cần gì phải giải thích nữa. Thế nhưng cái tinh túy ở chỗ, một anh chàng vui tính và sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ ai sẽ luôn làm cho cuộc sống của các cô thêm tươi mới. Bởi vì sự nhàm chán và so sánh sẽ giết chết tất cả mọi thứ. Nên cẩn thận với thằng nào hay nói xàm trên Facebook. Còn rất nhiều mà bất chợt tôi quên. Những điều trên đây chỉ là tương đối, và tôi không nói những gì tôi nói là chân lý. Vậy nên các cô không cần phải gào rú lên nếu tôi nói có gì sai. 3. Các cô nên biết những điều này càng sớm càng tốt. Thật đấy, đừng để khi biết rồi lại không có cơ hội mà ứng dụng. Tôi sẽ có một bài dành riêng cho mấy ả xinh đẹp mà ế. Thế nhé, chúc các cô chọn được một nửa của cuộc đời mình và không bao giờ phải thốt lên hai từ giá như. Vợ nấu cơm thì chồng phải chẻ củi. Tôi đã từng nói đàn ông Việt Nam sướng nhất thế giới, nhưng phải hiểu nghĩa sướng ở đây như thế nào cho chuẩn. Tổ chức Y tế Thế giới đã định nghĩa cuộc sống có chất lượng là đủ ăn, đủ tinh thần và đủ môi trường xung quanh. Sống có chất lượng chưa chắc đã sướng. Sướng là sống có chất chứ không phải là cuộc sống chất lượng. Nghe na ná nhưng không giống nhau. Sống có chất là sống thỏa mãn được hệ giá trị cá nhân của mình. Cho nên giặt đồ cho vợ với người này là khổ, nhưng với người khác lại là hạnh phúc tràn trề. Để xem đàn ông Việt Nam sướng hay khổ, chỉ cần lấy tổng khái niệm sướng mà mình vừa nói trừ đi cho tổng. Nếu ra kết quả dương thì là sướng, mà kết quả âm thì là khổ. Đứng về mặt hiện tượng chưa bình luận bản chất, cái sướng đầu tiên là anh không phải nấu ăn. Thứ hai, ở ngoài đường hay ở công ty, người ta chẳng coi anh ra gì, nhưng về nhà anh cứ như vua, được quyết định mọi thứ, thích thì đi nhậu cùng bạn bè, bực lên còn đánh vợ. Tôi có thể liệt kê ra 50 dẫn chứng nữa, nhưng tạm thời kết luận về mặt cơ học, đàn ông Việt Nam mình rất sướng. Trong thế thôi, nhưng đàn ông Việt Nam cũng có nhiều nỗi khổ. Người phụ nữ khổ nhất là mang nặng đẻ đau. Cái khổ nhất của đàn ông là mắc hội chứng con gà tức nhau tiếng gáy. Là đàn ông mà không gáy được thì tim như cứ bị khoét một cách âm thầm. Cho nên trong đầu của các người đàn ông lúc nào cũng đau đáu phải kiếm được tiền, phải có nhà có xe để con gái, đặc biệt là bọn đàn ông ngưỡng mộ mình. Nỗi đau này xuất hiện hàng ngày, tạo ra hàng loạt sự mất cân đối, không phải giặt đồ, không phải nấu cơm, ra vẻ này nọ nhưng thực ra trong tâm khổ lắm, đôi khi là nhục nữa.
Nhưng tôi ngạc nhiên là có những người sướng thật mà đàn ông Việt Nam mình lại không biết hưởng. Nếu vừa nấu cơm thì đồng thời anh phải làm gì chứ? Vừa nấu cơm thì chồng phải trẻ củi, cái sướng nó đến từ sự chia sẻ, chứ không phải là cứ để vợ mình nấu cơm, còn anh ngồi nghển chân lên bàn xem tivi. Tại sao người đàn ông Việt Nam mình lại hành xử như vậy? Thứ nhất, nó thành thói quen từ thời phong kiến, đè nặng trong tiềm thức của mỗi người Việt Nam. Nguyên nhân thứ hai là từ chính các bà vợ. Họ chấp nhận sự bất bình đẳng giới như mặc định. Khi nhà có khách, chồng bảo vợ lên ăn cơm cùng thì dứt khoát không lên. Hạnh phúc của họ là được ăn ở dưới nhà bếp, là không cần anh phải tôn trọng họ, mời họ đi nhậu, vân vân. Phụ nữ có đặc điểm rất hay bao biện. Tao tin chính tao chứ tao không tin thằng nào cả. Rửa chén cũng phải tao làm, giặt đồ cũng phải tao. Tao làm tao mới tin. Thế là tạo ra thói quen xấu cho đàn ông, mà để đàn ông sướng quá thì họ lại sinh hư, rượu chè, cờ bạc, bồ bịch, vân vân. Cho nên đàn ông hư lỗi lớn là do vợ. Để khắc phục, các bà vợ nên chấp nhận rủi ro một chút, giao trách nhiệm cho chồng và chấp nhận đổ bể lần đầu, lần sau không đổ bể nữa. Quá trình hội nhập khu vực và quốc tế nhanh và mạnh như hiện nay làm thay đổi tình hình hay không? Câu trả lời là chắc chắn có. Chúng ta cần phải làm gì để tự khắc phục cái tình hình cũng như đang thay đổi và sẽ thay đổi? Nhưng quá trình này sẽ thay đổi nhanh hơn nếu nhận thức xã hội đi trước một bước. Vai trò của nhà trường quan trọng, nhưng đặc biệt quan trọng là ngay từ trong mỗi gia đình. Cách giáo dục đơn giản, hiệu quả nhất là từ chính hành vi của ông bà, bố mẹ, cô dì, chú bác, anh chị. Cả xã hội hô hào phải xóa bỏ định kiến giới, nhưng trong mỗi gia đình lại chẳng quan tâm thì làm sao có kết quả. Kết luận đầu tiên của tôi ca ngợi người phụ nữ Việt Nam với tất cả những đức tính nhường nhịn, nhẫn nại, chiều chồng, thương con. Nhưng tôi phản đối kịch liệt việc các chị chiều chồng để chồng sướng theo kiểu cơ học như tôi phân tích ở trên. Kết luận thứ hai, tôi thấy khó chấp nhận kiểu đàn ông đang hưởng thụ sự sướng cơ học hiện nay mà không biết. Nếu biết mình đang sướng thì hãy cảm ơn người ta. Cảm ơn bằng hành vi chứ đừng bằng lời nói suông. Ví dụ người ta đã nấu cơm thì anh về ăn cơm đi. Ăn nhiệt tình là cách cảm ơn chân thành nhất. Nếu coi chuyện vừa nấu cơm là bổn phận và trách nhiệm, còn việc đàn ông đi nhậu nhẹt bồ bịch là chuyện bình thường thì chẳng đáng mặt đàn ông. Đàn ông thích nghe phụ nữ nói nhiều. Nếu bỏ hết tình cảm sang một bên thì thứ mà đàn ông sợ nhất đó chính là bệnh nói nhiều ở nữ giới. Mới đây có một điều tra với 1.280 đàn ông thì có 1.058 người, tức là trên 90% nói rằng sợ nhất phụ nữ nói nhiều. Tại sao phụ nữ lại nói nhiều? Có nhiều lý do lắm. Có thể là do bệnh nghề nghiệp, có thể là do cá tính, có thể là do khí chất. Con người có 4 khí chất: nóng nảy, trầm tĩnh, linh hoạt và ưu tư. Người ưu tư với người trầm tĩnh nói ít lắm, nhưng khí chất là tốc độ phản xạ của não, linh hoạt thì nói rất nhiều. Cũng có thể nói nhiều là do đặc trưng của giới tính, vì người ta phát hiện ra trong bộ não của nữ có một vùng não làm cho nhận thức và ngôn ngữ của nữ giới phát triển hơn nam giới rất nhiều. Phụ nữ chỉ mất 4 giây để nhận xét được người khác. Thêm vào đó, vì khả năng ngôn ngữ phát triển rất mạnh nên họ diễn đạt ý nghĩ rất tốt. Cho nên kết quả cuối cùng là họ nói nhiều. Đàn ông có thể thông cảm, nhưng phụ nữ không biết tiết chế, cứ để nó phát triển, để nó trở thành một đường hằn trong não, để nó thành một thói quen thì lúc ấy vô cùng nguy hại. Đặc biệt nói nhiều mà không đúng thời điểm thì nguy hại khôn cùng. Chồng đi làm về mệt mỏi vì doanh số giảm, vợ lại mở đài thì có khi ăn cả nồi canh vào mặt ấy chứ. Tục ngữ của người Đức có câu cãi lộn với phụ nữ giống như thổi đèn điện cho tắt. Tục ngữ Pháp có câu phụ nữ chỉ giữ được bí mật khi điều đó còn là bí mật với họ. Có câu chuyện vui là vừa rồi một phụ nữ giật được giải thưởng giữ bí mật lâu nhất, 48 tiếng, tâm sự rằng bí mật cứ trào lên cổ, cô ta dùng kinh nghiệm sống đẩy nó xuống, cứ trào lên đẩy xuống liên tục như thế. Đến tiếng thứ 48 là phi ra cho bằng hết. Nói vui thế thôi, chứ vợ đi vắng 2 ngày là nhà lạnh tanh, đàn ông sẽ nhớ lắm. Cho nên nói nhiều cũng đem lại những giá trị rất tích cực. Phụ nữ nói nhiều có thay đổi được người đàn ông hay không? Chắc chắn là không, vì đàn ông rất sợ phụ nữ thay đổi, do anh ta mất tự tin. Trong khi người đàn bà lại rất thích người đàn ông của mình thay đổi theo ý mình. Ấy là còn chưa kể nếu nói nhiều mà động đến tiếng gáy của chồng, có khi còn gây ra đại họa. Ví dụ chồng đang ngồi nhậu với ông mấy ông bạn ở thời điểm cao trào mà vợ liên tục gọi điện rồi đến tận bàn nhậu, mồm năm miệng mười kéo chồng về thì. Thế thì nói thế nào cho hiệu quả? Thứ nhất là thời điểm nói, thứ hai là nội dung nói và thứ ba là kỹ năng nói. Người ta phân ra thành 4 nhóm. Nhóm thứ nhất là đẹp và nói có duyên.
Nói đúng lúc, đúng chỗ, đúng nội dung, đúng kỹ thuật, nói bao nhiêu, nghe cũng không chán. Nhóm thứ hai là đẹp mà nói vô duyên, nói liên hồi, nói như nhảy vào trong họng người ta. Chẳng ai thèm nghe nhóm này. Nhóm thứ ba là xấu mà nói có duyên, vẫn có người nghe. Nhóm cuối cùng là nhóm vừa xấu vừa nói vô duyên, chắc chắn ai cũng xa lánh. Nói đúng để xem lại sự thuyết phục 12% thôi, còn lại là âm lượng, ngữ và nhịp tạo nên chất duyên của người phụ nữ. Cái gì tiền không mua được? Đàn ông dù có giàu đến đâu, thành đạt tới cỡ nào, ăn chơi ra sao thì cũng nên chọn cho mình một người đàn bà vì yêu thương mà ở lại bên cạnh mình lúc khó khăn. Bởi vì đời có nhiều thứ phù du lắm. Hôm nay thành đạt đó, hôm nay giàu có đó, bạn bè đó, gái gú đó, nhưng ngày mai lỡ hai bàn tay trắng thì còn lại được những gì? Đời chẳng ai học được chữ ngờ đâu. Khi bạn có tiền, bạn có thể mua được tất cả, mua được bạn bè, mua được những mối quan hệ, mua được cả những đêm giường chiếu trăng hoa. Nhưng bạn chẳng thể mua nổi một người phụ nữ vì yêu thương mà hy sinh cả cuộc đời bên bạn, an ủi bạn lúc khó khăn, mỗi chiều chờ bạn về bên mâm cơm nóng hổi. Còn người ta cần nhất trong cuộc đời là một người có thể nắm tay và đi đến cuối con đường, dù con đường đó gập ghềnh và lắm sỏi đá gian nan. Đàn bà dù bao nhiêu người đón đưa, bao nhiêu người cung phụng, nhưng nửa đêm gà gáy, nếu bệnh hoạn nhấc điện thoại lên và gọi, ai chạy đến đầu tiên thì nên gửi gắm cả đời cho người đó. Đàn ông bên cạnh bạn có thể giàu có thể phong lưu, có thể mua cho bạn những thứ hàng hiệu xa xỉ. Nhưng được gì khi đằng sau đó là sự cô đơn khi trái gió trở trời, không có người bên cạnh. Vật chất vừa đủ thôi, vì tiền thì có thể làm ra. Chứ người thật lòng yêu thương bạn thì có tiền cũng không mua được. Vật chất mà làm gì khi đêm về, mình bạn cô đơn lủi thủi rồi khóc rưng rức. Chỉ có một người luôn đi bên cạnh yêu thương và lo lắng, như vậy là đủ rồi. Đàn bà có mạnh mẽ tới đâu, đến cuối cùng vẫn là đàn bà. Như những ngày đầu tạo hóa sinh ra, mong manh và yếu đuối. Vì vậy họ vẫn cần đến một người đàn ông để mỗi đêm về đưa cánh tay cho họ gối và ôm họ vào lòng. Đàn ông nhiều, đàn bà cũng nhiều. Những người đến bên đời bạn cũng nhiều, nhưng được mấy người là yêu thương thực sự. Đàn ông thì tán tỉnh đàn bà, cốt cũng chỉ có một mục đích cuối cùng là đến cái nơi gọi là giường ngủ. Đàn bà thì ngọt ngào sởi lởi bên đàn ông, chung quy lại cũng vì phục vụ cho bản thân của mình, được ăn sung mặc sướng mà không cần vất vả. Vì vậy, trong rất nhiều người, chỉ nên chọn một người, người thực sự tốt với bạn, yêu thương bạn. Cuộc sống càng ngày càng có nhiều thứ làm tình yêu chao đảo, đồng tiền có sức mạnh rất lớn, nhưng cuối cùng nên trả tình yêu về với đúng ý nghĩa của nó. Nếu có người yêu bạn thực sự, bạn nên trân trọng, đừng vội buông bỏ, vì biết đâu trên đường đời sau này, bạn sẽ chẳng tìm được ai tốt hơn, hạnh phúc ở ngay bên bạn. Cà phê đắng. Vào đúng dịp ngày 8 tháng 3, tôi đến một quán cà phê quen trên đường Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội. Buổi sáng đẹp trời, đang ngồi thưởng thức tách cà phê thì thấy một đoàn người hùng dũng kéo vào. Lại liên tưởng đến khoảng thời gian cách đây hơn chục năm, khi đây là nơi diễn ra không biết bao nhiêu là cuộc họp bàn giảng dạy về cổ phiếu, bất động sản. Lúc đầu thì tôi cứ nghĩ là một cuộc họp chuyên môn của giới bán hàng đa cấp. Nhưng khi thành phần đầy đủ thì hóa ra là một cuộc họp gia đình mở rộng. Có tới gần 20 thành viên, có người ở tận Lào Cai về, có người từ Hải Phòng lên. Nội dung cuộc họp là tổng sỉ vả cô em dâu không xứng đáng với gia đình nhà chồng. Đây có vẻ như là buổi họp cuối cùng để tống khứ cô gái kia ra khỏi cái đại gia đình gồm rất nhiều thành phần, giáo viên, công chức, doanh nhân, vân vân. Nguyên nhân chính là cô gái không chăm sóc được bố mẹ chồng chu đáo. Đã là họp gia đình quan trọng thì ai cũng phát biểu rất là hăng. Nhưng tự trung quanh quẩn chỉ có mấy câu, anh, chị, tôi không ngờ, cô, em không xứng đáng với gia đình này. Các con, cháu sẽ nghĩ gì về cô, vân vân. Cô gái nhân vật chính cũng có cơ hội được bày tỏ ý kiến, nói ly nhà ly nhí cũng chỉ được mấy câu. Em thấy mình có lỗi, em xin lỗi. Anh chồng chắc ở tuổi 30 kết luận. Các anh chị cho chúng em kết luận thì 100% kết luận là đuổi nó ra khỏi nhà rồi. Cuộc họp giải tán sau khoảng 45 phút. Bình thường tôi uống cà phê càng đặc càng phê, nhưng vị cà phê lúc đó thì đắng ngắt. Đầu tiên là đắng vì anh chồng. Vợ của mình không lo được, sao lại phải nhờ đến người khác? Chắc lúc ấy vợ cũng nhờ người khác. Loại đàn ông như thế này thì không xứng mặt đàn ông. Nếu vợ nó là người hiểu biết, tử tế thì chắc chắn vợ nó sẽ bỏ đi.
Nếu vợ nó không bỏ thì chắc chắn cùng phải tìm một người đàn ông khác tử tế hơn để trao thân gửi phận. Tiếp đến là đắng cho cô vợ, tự mình biến mình thành con, chứ ở đâu phải là một người vợ, người mẹ, người con dâu. Đây là lý do tôi vẫn khuyên các bạn nữ phải tự tin, tự lập quyết định cuộc đời của mình. Tiếp đến là tôi đắng vì cách nghĩ và ứng xử của những người anh, người chị trong cái đại gia đình kia. Tại sao lại mặc định vợ của em mình lại phải chăm sóc bố mẹ mình? Tại sao mình không chăm bố mẹ mình? Đắng nhất là khi nghĩ về những đứa con của những cặp vợ chồng này. Bố mẹ chúng sống, suy nghĩ và cư xử với nhau như thế, thì sau này lớn lên làm sao chúng hiểu, biết thực sự bình đẳng giới là gì? Đắng quá. Triết lý bóng đá trong công việc và cuộc sống. Sau kỳ tích của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á năm 2017, tiến sĩ Lê Thẩm Dương đã có cuộc trao đổi về chủ đề bóng đá. Nhà báo Nguyễn Tuấn Anh, thưa tiến sĩ Lê Thẩm Dương, ông có phải là người yêu bóng đá hay không? Tiến sĩ Lê Thẩm Dương chia sẻ, không phải yêu mà là rất yêu. Lý do đầu tiên, thời sinh viên tôi đá bóng khá lắm. Tôi được chọn vào đội tuyển trường Đại học Kinh tế Quốc dân, đi đá giải với nhiều trường khác. Và nhờ thế mà tôi quen được một cổ động viên của trường chủ nhà Đại học Ngoại thương. Cô cổ động viên ấy bây giờ là vợ của tôi đấy. Lý do thứ hai, trong cả cuộc đời của tôi luôn lấy triết lý bóng đá để vận dụng vào cuộc sống và kinh doanh. Triết lý bóng đá này với tôi đúng là tuyệt đối. Trong gia đình, người vợ hoặc chồng chính là thủ môn và hai người con chính là hai hậu vệ. Hàng tiền vệ là bạn bè, họ tốt thì tiền đạo là mình mới có bóng. Hàng tiền đạo là mình hoặc vợ, nếu hàng tiền đạo không nhạy bén thì khi nhận được bóng từ hàng tiền vệ chắc chắn sẽ đá lên trời. Tuy nhiên nếu cả hai tuyến tiền vệ và tiền đạo cũng tốt rồi mà hậu phương là thủ môn và hậu vệ không chắc chắn thì vẫn thua. Triết lý này theo tôi đúng tuyệt đối từ gia đình đến quốc gia. Nếu chúng ta biết cách áp dụng nó vào cuộc sống thì chắc chắn sẽ thành công. Ông có một cuốn sách đang bán rất chạy là Cảm xúc là kẻ thù số 1 của thành công. Xin phép được hỏi cảm xúc của ông thế nào trước thành tích của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á vừa qua? Cảm xúc thì có hai vế. Ở góc độ này, nó là nhân tố đầu tiên của sự thành công. Sự khác biệt căn bản của một lãnh đạo, thủ lĩnh trên bàn nhậu, không khác biệt trong chuyên môn và điều này đã được chứng minh bằng số liệu rất cụ thể. Chỉ khác biệt ở chỗ là ai là người quản trị được cảm xúc của mình, tức là EQ. Nếu không quản trị được, cảm xúc ấy sẽ bị phá hỏng sự thông minh ở não là IQ. Vậy bóng đá mang lại cho con người những điều gì? Những điều mà não không thể phân tích được thì lại mang đến cho con người ta cái cảm xúc. Trong trường hợp của U23 Việt Nam vừa rồi, cảm xúc chia thành hai nhóm, nhóm tích cực và nhóm tiêu cực. Hiện tượng làm thỏa mãn con người sẽ sinh ra cảm xúc tích cực. Như thành tích của U23 Việt Nam, người Việt Nam nào mà không thích thì thật là lạ. Cảm xúc nhất thời ấy tốt xấu thế nào tôi chưa thể phân tích đến, nhưng ít nhất về mặt kết quả, nó đã tạo ra cảm xúc tích cực và tôi cũng không phải là ngoại lệ. Khi cảm xúc tích cực đó cứ lặp đi lặp lại liên tục từ trận 1, trận 2, trận 3, rồi bàn thắng 1, bàn thắng 2, bàn thắng 3, v.v. thì nó đã tạo ra tình cảm. Tình cảm chính là xích ma của các cảm xúc tích cực. Có thể nói U23 Việt Nam đã mang đến điều tuyệt vời nhất của cảm xúc. Cảm xúc này nếu xét ở góc độ tích cực đang mang đến sự tích cực cho mọi người. Hiện tượng bóng đá lần này đã mang đến cảm xúc cho người hâm mộ, nhưng cao hơn nữa, nó đã lặp lại biến thành tình cảm đến mức nó có thể chi phối hành vi của con người. Nó cũng giống như tình yêu nam nữ vậy. Tôi từng nghe nói rằng tình yêu là mù quáng và khi hết mù quáng thì cũng chấm dứt tình yêu. Nhưng theo tôi, bây giờ mọi người hãy cứ thỏa mãn với những cảm xúc của mình. Trước sự bày tỏ cảm xúc của người dân Việt Nam trong những ngày qua với U23 Việt Nam, ông rút ra được điều gì quan trọng nhất để phục vụ công việc chuyên môn của mình? Tôi thấy họ có cảm xúc giống như tôi, nhưng lần này tôi có nhận xét là cảm xúc này được nâng lên một cấp độ khác so với những lần trước. Thứ nhất, cảm xúc lần này mọi người đều giải thích được. Thứ hai, lần này không xuất hiện nhiều hành động quá khích, kém văn minh. Thứ ba, lần này cả dân tộc đã xích lại gần nhau hơn. Có thể nói EQ quan trọng ở chỗ đó. Yêu và ghét trong bán hàng, yêu và ghét trong xử sự quan trọng hơn cả đúng và sai. Sự kiện thể thao lần này làm tôi liên tưởng đến câu chuyện ngày xưa Trung Quốc ngoại giao bằng bóng bàn, hoặc như Brazil. Dù có rất là nhiều vấn đề nổi cộm, nhưng khi người ta nghĩ đến đất nước này, lại thường chỉ nghĩ đến bóng đá. Huấn luyện viên Park Hang-seo của đội tuyển U23 Việt Nam đã nhận định, cầu thủ Việt Nam hoàn toàn ngang cơ với Hàn Quốc, với Thái Lan. Tôi thấy điều này rất đúng, nhưng tại sao nhiều người dân nước mình cứ tự nhận thấp mình như vậy? Xét về mặt cá nhân, trước đó tôi mới áp dụng được một phần,
Nhưng khi chứng kiến thành tích vừa rồi của U23 Việt Nam, tôi thấy mình đã quyết tâm hơn, đã định vị lại bản thân mình rất rõ ràng. Có thể nói sự kiện thể thao lần này đã có tác dụng cho cả dân tộc, cho từng cá nhân, cho từng mối quan hệ. Theo ông, cần phải có thái độ, cảm xúc như thế nào để bóng đá Việt Nam tiếp tục phát triển hơn nữa sau giải U23 châu Á năm nay? Nếu như bây giờ tôi xếp yếu tố cảm xúc sang một bên mà dùng lý trí đúng hay sai để nhận thức thì rõ ràng cảm xúc và lý trí giống nhau. Thứ nhất, thành tích mà U23 Việt Nam đạt được không phải là ngẫu nhiên, cũng không phải là may mắn. Điều này ai cũng phải thừa nhận, bởi nó là cả một quá trình. Sau đó, nếu đối chiếu với các quy tắc rèn luyện mà người Mỹ đã chạy hàm thống kê cho tất cả đội bóng và các nhân vật thành công thì có thể giải thích được hiện tượng này. Cho nên tôi nghĩ rằng nếu bản thân mình nhận thức được và sau đó làm theo đúng lộ trình thì đó sẽ không bao giờ giống với hiện tượng của bóng đá Hy Lạp trước đây. Niềm tin này rất có cơ sở, gồm 3 yếu tố. Thứ nhất là cầu thủ được định hướng rèn luyện sâu, tức là rèn luyện vượt ngưỡng và huấn luyện viên Park Hang-seo đã giúp các cầu thủ của chúng ta vượt được ngưỡng trong tinh thần. Rèn luyện sâu là rèn luyện lặp đi lặp lại liên tục, là rèn luyện có mục đích và các cầu thủ của chúng ta đều có những điều này. Thứ hai là niềm đam mê, người dân Việt Nam nói chung và các cầu thủ nói riêng, có niềm đam mê đặc biệt với bóng đá và ít có quốc gia nào có thuận lợi như Việt Nam. Thứ ba là người thầy. Người ta vẫn lầm tưởng phải đi kiếm người thầy rất giỏi về bóng đá, nhưng vấn đề ở đây là bậc thầy về huấn luyện, chứ không chỉ đơn thuần là bóng đá và huấn luyện viên Park Hang-seo chính là điển hình. Có thể nói cả ba điều này chúng ta đều đã có, và cũng không phải tự nhiên mà báo chí nói rằng huấn luyện viên Park Hang-seo đã làm cho bóng đá Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng sang trang mới. Xin cảm ơn ông. Phụ nữ phải đẹp và phải tươi. Nhà báo Nguyễn Tuấn Anh, thưa tiến sĩ Lê Thẩm Dương, hôm nay chúng ta sẽ bàn về một chủ đề xưa cũ, đó là về phụ nữ. Xin hỏi ông, sau người phụ nữ đã sinh ra ông, thì còn có người phụ nữ nào có ý nghĩa quan trọng với cuộc đời của ông nữa hay không? Tiến sĩ Lê Thẩm Dương chia sẻ, câu hỏi hay quá. Nói về phụ nữ và nhất là nói về những người phụ nữ có ý nghĩa quan trọng với cuộc đời của một người đàn ông thì nhiều người nói lắm. Như theo quan sát của tôi, đa phần đều nói xã giao, có người lại nói quá lên, cao siêu lên. Tôi thì nghĩ, về người phụ nữ nói chung và về những người phụ nữ của tôi nói riêng, đơn giản và bình dị thôi. Tôi luôn biết ơn mẹ của tôi, người đã sinh ra tôi và đã, đang sẽ biến lòng biết ơn ấy thành hành vi, nhưng phải thành thật. Và những người phụ nữ ảnh hưởng đến tôi toàn diện, trên mọi mặt, bao gồm cả ảnh hưởng trực tiếp đến công việc của tôi, lại là người phụ nữ tôi luôn xếp sau bà, là vợ của tôi. Tôi hay nói có hai người phụ nữ ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời của tôi, đầu tiên là mẹ và sau đó là vợ. Người phụ nữ đầu tiên sinh ra tôi, người phụ nữ thứ hai là dạy dỗ tôi. Từ dạy dỗ này để trong ngoặc kép hay bỏ dấu ngoặc ra đều đúng hết. Sẽ có lúc tôi kể cho các bạn nghe cô ấy dạy dỗ tôi như thế nào. Cô ấy dạy dỗ tôi bằng nhiều cách lắm, qua nhiều thứ, có cả hành vi phi ngôn ngữ. Có khi cô ấy góp ý kiến với tôi, có khi cô ấy dạy tôi bằng sự nhẫn nại của mình. Cô ấy đánh thức lương tâm tôi. Đấy, các bạn thấy vĩ đại chưa? Không thể nói xã giao về họ được, lại càng không thể đem những lời lẽ hoa mỹ, đao to búa lớn mà rỗng tuếch vào đây được. Thưa ông thường tặng quà gì cho vợ của ông vào ngày 8 tháng 3? Cái này thì mỗi nhà mỗi cảnh. Tôi biết có gia đình cứ đến ngày 8 tháng 3, đúng một giờ quy định, hai vợ chồng lại làm một chai champagne. Có gia đình thì ra bờ hồ, đúng nơi hai người từng hay đi chơi hồi yêu nhau, kẹp cổ nhau rồi đi về. Còn tôi lại chơi mỗi năm mỗi kiểu, làm vợ tôi không biết đâu mà lần, chỉ biết bất ngờ thôi. 35 năm lấy nhau mà chưa năm nào tôi thất bại trong việc làm cho vợ tôi bất ngờ vào ngày này cả. Có năm là bộ quần áo vừa in người cô ấy vì tôi nắm được số đo của cô ấy. Có năm tôi đem gói hai cục tiền lại như hai cái bánh khảo tặng mà vợ tôi đoán tới đoán lui không biết là cái gì. Có năm tôi cứ lờ đi. Chỉ còn đúng một giây nữa là hết ngày 8 tháng 3 thôi thì tôi mới tung quà ra. Đúng bức tranh cô ấy thích. 35 năm, 35 món quà, 35 cách tặng quà. Tôi nghĩ, còn đối tác của tôi thì hài lòng suốt 35 ngày 8 tháng 3 rồi. Trong các bài giảng của mình, ông hay nhắc đến khái niệm chủ động sợ vợ và được nhiều học viên rất thích. Ông có thể nói kỹ hơn về khái niệm này hay không? Chủ động sợ vợ liên quan đến chỉ số thông minh của tim. Tim là IQ. Thường thì những người học vấn cao, EQ lại kém. Trong khi nhiều người học không cao, cứ sống bản năng lại có chỉ số thông minh tim cực cao. Thông minh ở tim gồm 7 yếu tố, nhưng có một yếu tố rất quan trọng tôi muốn nói hôm nay. Đó là phải làm hài hòa hai cái tôi của hai người chung sống với nhau. Nó liên quan trực tiếp đến thế giới quan, đến vấn đề thuộc về bản chất của sự vật.
hệ giá trị cá nhân, vì người ta không thể tồn tại được nếu mất cái tôi. Trước khi nói với nhau câu chuyện về những người đàn ông chủ động sợ vợ, tôi muốn nói điều này. Mình là đàn ông, thiên tính của mình là nghĩ lớn, làm lớn, còn phụ nữ họ có thiên tính của họ. Và còn điều này nữa, mình thấy mình đúng, lấy cái mình làm được, muốn làm ra cái chuẩn. Phụ nữ cũng thấy họ đúng, lấy cái họ làm được, muốn làm ra cái chuẩn, thế là vỡ trận. Bản chất của chủ động sợ vợ là gì? Là chủ động thừa nhận với vợ là vợ đúng. Nghe đơn giản vậy thôi nhưng làm rất là khó đấy. Chủ động thừa nhận vợ đúng nói riêng, chủ động thừa nhận người khác đúng nói chung, hiếm anh làm được lắm. Thứ nhất là phải biết tôn trọng hệ giá trị cá nhân của vợ mới chủ động thừa nhận vợ đúng được. Có những cái không đúng với mình nhưng lại đúng với người ta. Thứ hai, nhiều khi vợ nói đúng, làm đúng thật, nhưng trong đầu thì rõ ràng thấy nó đúng mà không thừa nhận, vì cái chất phong kiến trong mình thì vẫn còn. Thứ ba, anh nào không có chất đàn ông là không chủ động thừa nhận vợ đúng được đâu. Cuộc sống vợ chồng nhiều khi vợ sai, mình thấy sai, đem một vài chuẩn mực xã hội soi chiếu vào cũng thấy sai, nhưng mình là đàn ông mà, nhường đi đã sao nào, không cháy nhà chết người thì cứ nhường đi. Đấy, cứ chủ động thừa nhận vợ đúng trong ba trường hợp này đi, hạnh phúc gia đình đã có thì cứ thế duy trì, chưa có thì sẽ tới, có đáng không nào? Bản chất của chủ động sợ vợ là thế đấy. Làm vợ của những người đàn ông luôn biết chủ động sợ vợ, nhiều khi cũng khó xử lắm. Có những bà vợ biết mình sai mười mươi rồi đấy, thế mà chồng lại chủ động sợ, chạy ra nói xin lỗi thì xấu hổ. Thế là cuối cùng xin lỗi bằng hành vi phi ngôn ngữ thôi, dễ thương lắm. Các học viên họ thích khái niệm chủ động sợ vợ của tôi là vì hình như ai cũng lờ mờ, có người hiểu tường tận biết. Hiểu nó rồi, khi tôi nêu ra, họ thấy nó trúng với lòng mình. Cuộc sống hàng ngày đã giúp họ chiêm nghiệm ra nó rồi. Cô con gái có ý nghĩa như thế nào đối với ông? Đến tuổi tôi, con cái nói chung là tài sản lớn nhất, chứ không phải giàu có hay chức vụ. Chúng đúng là món quà trời cho, nhờ chúng mà mình mới hiểu thế nào là chữ hiếu. Mới hiểu phải làm thế nào với chữ hiếu này. Quay trở lại vấn đề chúng ta đang nói, con gái với tôi có ý nghĩa lớn hơn một chút, tôi dành nhiều hơn cho nó. Tôi nghĩ một phần là vì tôi bị ảnh hưởng từ cái suy nghĩ đến từ đặc điểm giới tính là con gái, sức nó làm sao bền, mạnh bằng con trai được. Đặc điểm xã hội, nhiều định kiến đòi hỏi với con gái khắt khe hơn con trai. Nhiều khi nghĩ thế mà tôi ưu ái cho nó hơn. Còn một điểm nữa, tôi nói ra thì con trai tôi lại tị với chị nó đấy, nhưng quả thực là tôi với con gái chia sẻ với nhau được nhiều điều hơn. Vì có lẽ não của phụ nữ nói chung diễn giải tốt hơn đàn ông. Với con gái tôi trao nhiều hơn, nhưng nhận cũng nhiều hơn. Ông muốn con gái mình cần phải có những hành trang gì trong cuộc sống? Tôi luôn cùng con khi còn nhỏ, sau này thì nhắc nhở con học hỏi, thực hành những gì mà một cô gái hiện đại cần phải có. Thứ nhất, tôi nghĩ không thể bỏ thiên tính của mình được. Bình đẳng nam nữ mà quan niệm là giấu bình trong đẳng thức là trật lất. Không thể để đàn ông chui vào bếp còn phụ nữ đi bổ củi được. Điều gì cần khéo léo, mềm mại, bền bỉ, không cần sức vóc, cơ bắp thì con gái tôi phải làm. Đó là sứ mệnh của con trong gia đình. Nhiều lúc đi làm về mệt hay ốm đau, anh chồng xông vào làm hết những việc đấy, nhưng không được vì thế mà mặc nhiên coi đó là công việc của anh ta, không phải là việc của mình. Việc của anh chồng xông vào làm những việc này cũng giống như khi anh ấy không có nhà mà cần phải có củi để nấu cơm. Con vẫn phải đi chẻ củi mà nấu chứ. Nhưng hãy nhớ, chẻ củi là thiên chức của đàn ông, nấu cơm là thiên chức của người phụ nữ, cứ thế mà làm. Thứ hai, người phụ nữ hiện đại là phải giành quyền công tố của mình. Có lần sinh nhật con gái, tôi bảo, năm nay bố sẽ tặng con sợi dây thừng, nó ngạc nhiên lắm. Ủa, để làm gì hả bố? Tôi nói với nó là đôi khi con phải xỏ vào mũi đối tác dắt nó đi. Có những lúc con cần phải quyết đoán mạnh mẽ, nhất là khi con đang ngồi trên một con tàu, đang đi coi dấu hiệu chệch hướng mà con biết hướng nào mới là đúng, phải mạnh dạn điều khiển nó. Thứ ba, thiên chức làm mẹ là con phải hoàn thành nhân cách của đứa con. Dù là trai hay gái đều bị ảnh hưởng từ người mẹ nhiều lắm. Tôi chiếu từ mẹ tôi ra thôi. Nên con phải chọn một cách sống để có những đứa con có nhân cách tốt. Cuối cùng là con gái thì phải quan tâm đến bản thân của mình. Tức là làm sao lúc nào cũng phải vui và tươi. Con gái là bông hoa mà. Hoa thì phải tươi chứ. Phải chăm chút cho bản thân tươi lên chút. Không thể để mãi miết hy sinh cho chồng con. Không lo được cho mình cái gì. Con cái là cứ phải đẹp, phải tươi. Đó là quyền con người nói chung. Quyền của người phụ nữ nói riêng. Vâng, tôi xin cảm ơn ông rất nhiều. Hàm số của tình yêu hạnh phúc. Vì sao nhân gian ngày càng ít người hạnh phúc? Trong hạnh phúc có cả hai phần, hồn và xác. Thiếu bất cứ thứ gì, hạnh phúc đều không tồn tại. Nếu yêu một anh mà ngồi suốt 3 tiếng chỉ toàn nói chuyện về triết lý, về tích phân, thì thử hỏi, hôm sau anh có muốn đi chơi nữa không?
Nếu yêu một anh mà vừa ngồi xuống là về đích luôn, hôm tới tắp suốt 3 tiếng, vậy hôm sau có muốn đi chơi nữa hay không? Giả sử đàn ông chết hết rồi, chỉ còn hai anh chàng đó, bạn chọn ai? Lựa chọn nào sẽ khiến bạn hạnh phúc? Hạnh phúc cá nhân là một hàm 4 biến. Biến số 1 là sức khỏe, hệ số 1. Biến số 2 là sự nghiệp, hệ số 1. Biến số 3 là gia đình, hệ số 2. Biến số 4 là bạn bè, hệ số 1. Lưu ý, biến gia đình phải là hệ số 2. Nếu đạt cả 4 biến này theo đúng hệ số này, chắc chắn bạn sẽ hạnh phúc. Thiếu một trong 4 biến này, các bạn đừng bao giờ huênh hoang, nói mình hạnh phúc. Tổng thời gian của bạn trong ngày chỉ có 16 tiếng, vì 8 tiếng dành cho ngủ rồi. Chia 16 tiếng này làm 5, riêng gia đình mình phải dành cho nó 2 phần. Nhất định phải là vậy. Đừng chỉ chúi mũi vào sức khỏe, suốt ngày tập môn nọ môn kia mà bỏ qua 3 biến còn lại. Hay suốt ngày chỉ vì cái chức trưởng phòng thôi mà lao tâm khổ tứ, bỏ hết cả 3 biến còn lại. Hay suốt ngày chỉ trà chanh chém gió, đi phượt với bạn bè rồi cắm đầu vào smartphone như một thằng khùng, bỏ qua 3 biến còn lại. Tất cả đều khiến đời bạn đi tong. Toán thống kê cho thấy sai lầm lớn nhất của đàn ông Việt Nam là thời gian dành cho gia đình quá ít, đến cuối cùng không đạt kết quả gì cả. Chọn chiến dịch quét toàn sân, tôi luyện cả 4 biến song song hay năm nào, yếu cái gì thì tập trung tôi luyện cái đó. Tùy bạn nhưng phải đảm bảo cho các biến này chạy. Có như vậy bạn sẽ có hàm hạnh phúc cá nhân tối ưu. Khi hàm tối ưu thì khái niệm hạnh phúc sẽ xuất hiện. Hạnh phúc nằm trong gia đình hạnh phúc. Hạnh phúc chính là sức khỏe. Hạnh phúc là sự lân lân của sự nghiệp. Vì mình cống hiến được cho quốc gia, hạnh phúc là được bạn bè tôn trọng. Tôi thấy các bạn có nhiều sự nhầm lẫn nhất hiện nay là ở hai biến sức khỏe và sự nghiệp. Về với sức khỏe, các bạn cần nhớ là nó có hai phần. Một là não, hai là cơ bắp. Có sức khỏe là có tất. Nói như vậy là tầm bậy. Có sức khỏe mà không có ba biến còn lại thì làm con bò còn tốt hơn. Các bạn trẻ phải phân bổ ngay từ tuổi 25 thì các bạn mới chạy được cuộc đời của mình. Đó là thời khắc quan trọng tương đương với lúc bố mẹ đẻ mình ra. Cơ bắp chỉ chiếm 1/4 trong tổng sức khỏe thôi, 3/4 khái niệm sức khỏe nằm ở sức khỏe não. Yêu hãy chọn thằng có đầu. Ngày xưa lúc tôi yêu vợ tôi bây giờ ấy, tôi có 6 đối thủ, tính cả tôi nữa là 7 người tán cô ấy. Toàn là những thằng cao to đẹp trai, nhiều bằng cấp, nhà giàu, tôi thì chưa ra trường, ấy thế mà tôi cưa được cô ấy, tôi hãnh diện lắm. Cứ nghĩ mình giỏi, nhưng đến giờ này tôi thấy cô ấy mới là người giỏi. Cô ấy đầu tư vào đúng cái thằng cần đầu tư, hãy tỏ ra thông minh để có sức khỏe hạnh phúc. Ăn uống khoa học, thay ly bia thành ly sữa. Vì sao đóng tiền học lại coi như mất? Vì sao chỉ đi tập cơ bắp? Ngày nào là phải đi tập thể dục não nữa chứ? Liên tục trong đầu phải có chữ tại sao? Xong tự mình lý giải, không có kẻ khác biết để luyện não. Tôi năm nay 57 tuổi, tôi thách bạn nào 27 tuổi tranh luận tay đôi với tôi về một đề tài bất kỳ. Không phải vì tôi thông minh mà vì tôi tập thể dục não thường xuyên. Cứ tại sao là não lại phát triển lắm? Về sự nghiệp cũng có hai phần, một là sứ mạng làm cho người khác, hai là hoài bão làm cho chính mình. Mình phải giàu, nếu anh có chức vụ mà không bao giờ làm vì người khác, tôi đố các anh chị tìm thấy sự thanh thản trong lòng và anh không thể giàu có về tâm hồn và tiền bạc được. Khi bạn nhắm mắt lại, bạn tưởng tượng, khi tớ mà chết đi có ai quan tâm không ta? Nếu nghĩ rằng mình cũng chết, chẳng ai quan tâm cả, thì tôi nghĩ là bạn nên chết đi. Còn nếu nghĩ mình chết không được, bố mẹ cần mình sống, thằng em cần mình sống, công ty cần mình sống, và đất nước này còn rất nhiều người cần mình sống, thì tôi nghĩ bạn nên sống. Bây giờ đến phần liên hệ, nếu bạn là sinh viên, bạn đã kiếm được tiền chưa? Hoài bão đã thực hiện được chưa? Sứ mạng có bao giờ vì ai không? Tuổi này mà còn phải để ông bà già lo là không được, mình phải lo cho ông bà già rồi chứ. Đã lo được hay chưa? Lo bằng cách nào? Đừng để họ phải bận tâm đến mình, chứ chưa mang cần mang tiền về. Bồ chị không ngon như chị nghĩ đâu. Chú ý nhé, cả đời các bạn phải phân bổ nguồn lực hợp lý cho 4 biến đó. Nhất là dân kỹ thuật cứ hùng hục lao vào sự nghiệp, quên hết cả 3 biến kia, thì rất dễ rơi vào cảnh. Một anh chàng nhìn đầy thông minh, đầy ngưỡng mộ trong công ty, về đến nhà nát bét, tiếc ơi là tiếc. Tôi chưa thấy cô gái nào giới thiệu bồ mình mà không nói anh ấy tốt lắm, anh ấy tài lắm, anh ấy tuyệt vời lắm. Tôi chưa thấy bà vợ nào nói về chồng mình mà anh ấy tốt lắm, anh ấy tài lắm, anh ấy tuyệt vời lắm. Thế nhưng sau đó thì toàn không ngờ thôi à. Ban đầu tôi cũng không thể hiểu nổi, khó hiểu lắm đấy các bạn ạ. Cùng một người phụ nữ tôi gặp trước và sau khi cưới mà nói khác nhau thế đấy. Sai lầm trong yêu đương nhiều lắm. Và theo một thống kê của Mỹ, lần yêu thứ hai, xác suất sai lầm tăng 10% chứ không phải lần sau cáo hơn, nhận diện tốt hơn đâu. Các bạn gái, các bạn cần cảnh giác với chính mình, cảnh giác với trái tim của chính mình.
Trong con người ta ai cũng thế thôi, từ ông tổng thống đến anh bảo vệ. Người nào cũng có bốn phẩm chất, đó là Trư Bát Giới, Tôn Ngộ Không, Đường Tăng, Sa Tăng. Anh chàng đi tù vẫn có chất Đường Tăng của nó. Thế nên trong khoa học về tâm lý tội phạm của công an khi điều tra cứ khoét vào mẹ nó. Nó thương mẹ nó kinh lắm là nó khai ra thôi. Có thằng lại khoét vào con bồ là khai. Xem máy phim trên HBO, cứ đánh vào con bồ là thằng kia lòi mặt nạ ra. Nó vẫn là người cả mà, dù là tội phạm. Quay trở lại, anh bồ của cô gái kia, khi đi chơi, anh đàn ông chỉ dở Đường Tăng với Tôn Ngộ Không ra thôi. Nhưng thực tế thì bồ chị không ngon như chị nghĩ đâu. Ở xó xỉnh nào trong con người, nó vẫn có thằng Trư Bát Giới. Buổi đi chơi thứ nhất ăn mặc đẹp, ui trời ui, Tôn Ngộ Không đấy. Buổi thứ hai đàng hoàng hết chỗ chê, ui trời ui là Đường Tăng đấy. Buổi thứ ba lại Tôn Ngộ Không nha, buổi thứ tư lại Đường Tăng nha. Cứ thế đi chơi với bạn, nó chỉ thò hai thằng này ra, cảm xúc cứ thế mà tích cực lên. Đến một lúc nào đó cô gái sẽ đổ. Đổ rồi, cưới rồi thì cậu thò nốt Trư Bát Giới ra. Vì lúc nào cậu lượm được rồi mà cảm xúc bắt đầu tiêu cực. Tiêu cực, cho nên cả phần đời còn lại, người phụ nữ chỉ còn có hai từ, không ngờ, không ngờ, không ngờ là vì thế. Khi chúng ta yêu mà không đánh cho nó thò hết ra thằng Trư Bát Giới và Sa Tăng, mà chỉ dùng cảm xúc thì bạn toi đấy. Não phải kiểm soát được tim, nếu xét về hiện tượng này theo định nghĩa tình yêu thì cũng dễ thông cảm. Tình yêu chính là xích ma của cảm xúc tích cực, nó chẳng có cái gì của não trong này cả. Cứ tích cực hoài thì lượng đổi dẫn đến chất đổi. Chết lúc nào không biết. Thế mới có chuyện. Ông bà già bảo, sao mày yêu nó? Dạ, con thích anh ấy. Tại sao mày thích nó? Vì anh ấy dễ thương lắm. Trong từ điển về đàn ông không có thuật ngữ dễ thương. Đàn ông phải ra trận. Đàn ông phải não tốt. Đàn ông phải mua được nhà. Đằng này yêu thằng hiền như nai. Anh giỏi lắm nhưng anh không thèm cống hiến xã hội. Khốn nạn quá, anh không thèm làm. Nhà cháy, vợ bảo, anh cầm bình xịt cho em cái, từ từ anh đọc hướng dẫn sử dụng cái đã. Đấy, khi yêu trái tim giết chết bạn, thế nhưng không có tim thì đừng gọi là tình yêu. Gay đấy, nếu chỉ não không thì đó chỉ là sự tính toán, đặt tất cả lên bàn cân, thằng nào trả nặng, duyệt. Đấy không còn là tình yêu và cũng sẽ không sống được, chỉ mỗi tim không thôi bạn cũng chết. Cảm xúc là sự phản xạ của tim thông qua một hiện tượng nào đó. Chú đàn ông khi đi chơi, ăn mặc đẹp lắm, giống y như con công đực. Nó xòe đuôi ra để dụ dỗ cô gái. Cô gái bắt đầu tạo cảm xúc tích cực với anh đàn ông. Thỏ thẻ nữ tính, dù ở nhà như cướp cái. Tôi cũng là một người bị dính đòn. Tôi mời vợ tôi đi uống sinh tố. Hồi đang yêu ấy, trẻ đẹp như thế mà ly sinh tố chưa bằng gang tay. 3 tiếng đồng hồ uống hết có 1/3. Đã đẹp, ngồi đối diện lại cứ cầm cái ống hút thỏ thẻ uống duyên dáng từng tí một. Đầy nữ tính, tôi cuốn hết cả lên, tự nhủ. Thế này mà không cưới thằng khác nó cướp mất. Và tôi cưới vợ năm 22 tuổi. Con tôi bây giờ lớn lắm rồi, nó là kết quả cuối cùng của xích ma cảm xúc tích cực. Cưới về một lúc uống hết 5 cốc sinh tố, vứt ống hút uống luôn, nhất là lúc có bầu. Dùng não mà soi thì đúng là sai lầm. Bạn đang là người yêu hay chỉ là người tình? Trong bất cứ hành động của bạn đều có hai bộ phận điều khiển nó. Bộ phận thứ nhất là não, bộ phận thứ hai là quả tim. Tình yêu cũng vậy. Trong tình yêu ngoài tình dục còn có thêm tình người. Về tình người thì như thế này, nó đứt tay mà sao mình đau thế. Bạn gái đi công tác mình nhớ lắm, chứ không phải nó đi công tác mà mình khoái. Tình yêu gắn liền với tình người, nó gắn liền với nhu cầu được chăm sóc. Bạn trai mình bệnh mà mình không yên được, nó lạ lắm. Nếu không có tình người thì thứ tình cảm đang tồn tại giữa các bạn không phải là tình yêu thật sự, và các bạn chỉ là người tình của nhau, giải quyết giùm nhau nhu cầu tình dục, nhu cầu sinh lý. Muốn biết mình là người yêu hay chỉ là người tình, bạn phải tìm hiểu xem tình yêu là gì. Nếu coi tình yêu là một hàm FX gồm 3 biến thì biến số 1 là sự hâm mộ về tâm hồn, biến số 2 là sự hâm mộ về trí thức và biến số 3 là hâm mộ về thể xác. Nếu thiếu một trong 3 biến đó, bất cứ biến nào, bạn chỉ là người tình hay người dân mà thôi. Về sự hâm mộ nói chung, các bạn có thể tưởng tượng như thế này. Không biết với người khác ra sao, chứ bạn gái của tớ có những nét mà tớ hâm mộ, ngưỡng mộ lắm. Ngưỡng mộ chỉ ở khía cạnh nào đó thôi, có thể là sự chung thủy, có thể là học vấn. Hồi còn là sinh viên tôi băn khoăn lắm, không hiểu sao mấy con cùng lớp nó cứ lao vào yêu thầm nhớ trộm thầy giáo của tôi, mà ông thầy thì già lại xấu trai nữa. Thực ra cái này dễ hiểu thôi. Đó chính là sự hâm mộ về tri thức. Một trong 3 biến của tình yêu đấy, hâm mộ sẽ tạo ra sự kính trọng. Các cô sinh viên đắm đuối thầy mình là vì cái này, nhưng không bền, vì chưa chắc đã có biến hâm mộ về tâm hồn, biến hâm mộ về thể xác. Cứ đơn phương như vậy rồi hết lúc nào không biết.
nó cũng không phải là tình yêu, lẫm hẳn hai biến cơ bản. Thế nhưng mà hâm mộ thì vẫn cứ hâm mộ. Lớp 7, lớp 8, lớp 9 yêu thầy tưng bừng, sinh viên yêu thầy tưng bừng rồi dính đòn quá trời. Tôi biết rồi, gọi là yêu chứ chưa phải là tình yêu đâu. Ngày xưa tôi cũng chẳng hiểu vì sao khi thấy những cô gái cứ bu vào mấy cái thằng mắt dậy, đầu gấu đầu mèo, nhưng được mã nó đẹp trai. Hồi đó tôi chưa biết trong tình yêu có hâm mộ thể xác. Hâm mộ thể xác thì nó đẻ ra ham muốn, biết là mất dạy đấy, nhưng cưỡng lại vẻ đẹp trai của nó thì không được. Chị nào cũng bảo không quan tâm đến đẹp trai nhưng toàn là nói phét thôi, gặp người trai đẹp là xỉu liền, nhưng nếu mỗi đẹp trai thôi thì cũng dính nhau. Làm người tình của nhau cũng được một tuần là cùng. Nhưng nếu thiếu tâm hồn, thiếu tri thức thì đâu phải là tình yêu, còn chấp nhận cái tiếng là người tình thì có mấy ai mà chấp nhận được, thế là tan. Muốn tình yêu sống được, muốn duy trì vai trò của người mình yêu thì phải giữ được ba biến này song song tồn tại trong cuộc sống của hai người. Chỉ có như vậy nó mới đem đến cảm xúc yêu cho hai người. To cao đẹp trai, cầm bằng tiến sĩ, nhưng vừa về đến nhà quăng bộ cơm lê cái là lao xuống bếp, nâng lọ cà lên, đếm xem còn bao nhiêu quả. Bạn ôm thằng đó một tuần mà còn ôm được, tôi chết liền. Sự hâm mộ về tâm hồn cứ chết dần cùng với lọ cà. Nhiều cô nói với bạn gái của mình, mày như thế này, mày yêu được thằng như thế mà còn đòi bỏ. Bạn này không hiểu gì cả, có cố cũng không sống được với nhau quá một năm đâu. Người phụ nữ cũng như đàn ông, đàn nào cũng là người cả. Người ta đều sống bằng tình cảm, bằng cảm xúc, mà khi cảm xúc yêu bị triệt đường thì đường ai nấy đi thôi. Bạn cứ thử nghĩ xem nhé, thằng bồ vừa khen cô hoa hậu đẹp, bạn nhảy vào mồm nó, mắt ông mù à? Ông trông thế kia mà đẹp à? Vài lần như thế này bạn sẽ biết ngay. Theo thống kê từ bệnh viện Từ Dũ tôi nhận được thì cứ sau Noel một tháng, số lượng các bạn nữ đi phá thai tăng đột biến, mà hầu như các bạn quan hệ ngoài ý muốn chứ không phải là trong ý muốn. Hai đứa đi chơi đêm Noel rất lành mạnh, không hề có ý định gì, nhưng đi đến 8-9 giờ thì ok, còn đến 12 giờ thì xin chuyện liền. Nhưng đấy là người tình các bạn nhé, sau đêm Noel thì có thể được nâng cấp lên thành người yêu, nhưng cũng có khi chỉ là người qua đường mà thôi. Văn hóa tình dục trong tình yêu. Ngoài đường có văn hóa giao thông, chung cư có văn hóa chung cư, và trong tình yêu thì có văn hóa tình dục. Bạn không có văn hóa này thì bạn và đối tác chỉ giống như con gà trống với con gà mái mà thôi. Các bạn chỉ là người tình của nhau, tuyệt đối không được gọi nhau là người yêu. Tôi định nghĩa hàm số tình yêu là một hàm ba biến. Một biến là hâm mộ về tâm hồn, một biến là hâm mộ về tri thức, một biến là hâm mộ về thể xác. Hâm mộ về thể xác nó chính là cái làm phát sinh ham muốn tình dục. Là một trong ba biến không thể thiếu, tạo nên hàm số tình yêu. Không có biến này, bạn không được công nhận là người yêu đâu. Mức độ hâm mộ về thể xác phụ thuộc rất nhiều vào tông, gu của mỗi bạn. Có bạn bảo Sơn Tùng đẹp lắm, có bạn lại không thích kiểu đan trường, Sơn Tùng mà lại thích kiểu chúa rừng xanh cơ. Là tông gu đấy các bạn ạ. À. Thể xác nó còn liên quan đến mùi, vị, ý thức cá nhân của chủ thể được hâm mộ. Nên nó cá nhân lắm, chủ quan lắm. Yếu tố thể xác này thực sự rất là tế nhị. Có đứa bỏ bồ, hỏi thế nào cũng không nói, cuối cùng loại ra, thằng này mùi kinh lắm. Về thể xác bạn phải biết cách thu phục đối phương, có nghệ thuật cả đấy, không biết cách là bạn thua. Thằng này ta không yêu được vì nó ăn mặc nhà quê lắm mày ơi. Với nữ, phần thể xác này quan trọng hơn ở nam. Các bạn đừng coi thường yếu tố thể xác trong tình yêu, các bạn phải đẹp. Văn hóa tình dục không hề trừu tượng, nó cụ thể và rõ ràng như thế này. Nếu tôi không đủ năng lực quan hệ tình dục nữa, thì tôi e rằng mối quan hệ của tôi với vợ tôi có vấn đề đấy. Dù tâm hồn tri thức của tôi vẫn ở đỉnh cao, vì thế tôi mà yếu sinh lý, tôi phải thiện chí đi chữa bệnh, không được lên gân lên cốt, không là mất vợ, mất người yêu như chơi. Đừng có đùa, riêng yếu tố thể xác này nó chiếm tới 60% thành công trong quan hệ yêu đương. Dính phải biến này là gặp tai ương về tâm hồn đến cuối cuộc đời các bác ạ. Chứ nó chẳng ảnh hưởng gì đến thể xác đâu. Mất trinh hay còn trinh chỉ là chuyện nhỏ lắm. Nhưng nếu mất trong điều kiện không đạt được ba yếu tố then chốt trong tình yêu, thì các bạn sẽ di chứng đến cuối đời. Thậm chí nhìn thấy những thằng đàn ông là các bạn thấy kinh tởm rồi. Vì vậy hãy cân nhắc xong rồi thì yêu hết mình. Nếu nói rằng phương Tây yêu bừa bãi, văn hóa tình dục là các bạn sai hết. Khi cả hai bên đều chưa có vợ, chưa có chồng, các bạn đều là người tự do. Các bạn có quyền tìm hiểu về đối phương. Trong tìm hiểu nó có ba khúc như trong kinh doanh vậy. Tìm, hiểu, thứ ba mới nhận lời hay là không nhận lời. Giai đoạn tìm, tôi tìm được 10 anh. Giai đoạn hiểu, tôi uống cà phê với từng anh. Giai đoạn ba, ngồi tổng hợp và chốt. Chốt xong rồi, bạn còn quyền tự do tìm hiểu. Tình yêu đích thực là gì?
Tình yêu là một phạm trù không ai dám nói phét. Tôi cũng không dám chém gió cưa bom với các bạn về nó đâu. Định nghĩa về tình yêu đích thực phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm. Trong đó có cả phong tục, tập quán, bối cảnh lịch sử ở từng quốc gia. Mỗi nơi tình yêu đích thực được định nghĩa theo một kiểu. Các bạn đi nhiều, trải nghiệm nhiều, may ra mới hiểu được, mới chấp nhận được. Tôi lấy một ví dụ xa xôi như thế này. Ở châu Âu lấy vợ còn trinh tiết, họ không lấy đâu. Vì với họ như vậy là chưa trưởng thành về tâm lý, hoàn toàn trái ngược với Việt Nam hiện tại. Chưa nói đến trước đây, đứa nào mà không còn trinh tiết thì xin chào thân ái. Các bạn cứ liên hệ rồi cười một mình đi. Ví dụ mai là ngày cưới của bạn mà hôm nay chợt phát hiện ra, vợ tương lai của mình không còn trinh tiết nữa, tôi nhấn mạnh là còn một ngày nữa là diễn ra đám cưới. Thì bạn có cưới hay không? Bạn nào trả lời có thì cho phép tôi xin được hỏi tiếp. Cưới xong có thấy tức không? Tôi chắc là có nhiều tức lắm. Nhưng anh có còn tinh tiết không mà đòi người ta trinh tiết với mình? Có thấy đàn ông Việt Nam chồng chúa vợ tôi hay không? Có thấy ích kỷ không? Vậy thôi nhá, bỏ thói đó đi. Tình yêu đích thực hay còn gọi là tình yêu hạnh phúc. Nếu nói theo cách nhìn biện chứng của một nhà kinh tế như tôi, thì nó là hàm ba biến. Biến thứ nhất là sự hâm mộ về tâm hồn. Cái này nó cũng đẻ ra tình bạn. Cho nên bạn bè chơi với nhau phải có sự cạ. Hợp cạ thì mới chơi được. Biến thứ hai là sự hâm mộ về tri thức. Cái này nó đẻ ra sự kính trọng, là tôn trọng đấy. Và biến thứ ba là sự hâm mộ về thể xác, nó đẻ ra ham muốn. Cộng ba biến này lại thì ra tình yêu hạnh phúc. Nếu thiếu một trong ba biến này, bất cứ biến nào, thì bạn là người tình chứ tuyệt đối không phải là người yêu. Bạn hãy liên hệ với bản thân của mình đi. Giả sử bạn là nữ, thứ nhất có hâm mộ tâm hồn bạn trai hay không? Lưu ý đàn ông phải phóng khoáng, chứ động tí là ghen tuông. Bạn gái mặc cái áo mỏng tí thì cũng thắc mắc. Thứ hai, có hâm mộ tri thức của người đó hay không? Bằng cấp không quan trọng, tri thức ở đây là kiến thức cơ bản, triết học, địa lý, văn học, ứng xử. Bằng bách khoa, sư phạm chỉ là bằng nghề thôi, không đồng nghĩa với tri thức. Phải xem anh ấy kiến thức có rộng hay không. Thứ ba, về thể xác, nhìn thấy nó có thấy ham hay không? Nếu có cả hai thứ trên, có cả luôn cả thứ ba này, thì đó là một tình yêu đích thực, một tình yêu hạnh phúc. Chỉ duy trì ham muốn thể xác trong một mối quan hệ thì cũng không phải vi phạm pháp luật. Ở tuổi sinh viên, chúng ta ham hố thể xác lắm. Ở nước ngoài, người ta thừa nhận mối quan hệ kiểu này, mối quan hệ thể xác. Người ta đặt tên cho nó là quan hệ người tình, còn ở mình thì còn tùy. Nhưng phải hiểu thế nào là quan hệ về người tình. Nếu bạn mượn chữ tình yêu để gọi nó thì tôi không chấp nhận. Giờ giả sử bạn là nam đi. Chúng ta làm lại bài test nhỏ như trên, thành thật trả lời các câu hỏi của tôi. Trả lời không thật có nghĩa là tâm hồn của bạn què quặt rồi đấy. Thứ nhất, bạn có trân trọng tâm hồn bạn gái của bạn hay không? Nói chung là nó hay lèm bèm hay không? Không lèm bèm không phải là con gái. Nếu bạn bên bạn gái, bảo nó không lèm bèm là bạn không phải là đàn ông rồi. Con gái mà không lèm bèm thì tôi chết. Nếu nó không lèm bèm thì sau này chú đưa cho nó 100 triệu đồng. Nó đi phá gia chi tử hết trong một nốt nhạc. Con gái phải lèm bèm tí chứ. Thứ hai là tri thức, là cuộc sống hàng ngày đấy. Xem nó luộc rau là biết liền. Quan sát lúc nó kiểm tra rau chín chưa ấy. Nó phải cắn thử xem rau chín chưa là không ổn đâu. Thứ ba, về thể xác, có ham không? Nếu không ham thì đừng nói là tình yêu đích thực ở đây. Nhìn thấy bạn gái có muốn hôn và hơn thế nữa hay không? Hãy thành thật trả lời câu hỏi này. Tình yêu của bạn có phải là đích thực hay không? Bạn là người biết rõ nhất. Có khi cô bạn gái của bạn cũng chẳng biết được đâu. Cứ có ba biến, hâm mộ về tâm hồn, hâm mộ về tri thức, hâm mộ về thể xác. Bạn sẽ có tình yêu tuyệt vời lắm, tôi chắc chắn. Giờ thuyết phục các bạn định nghĩa này thì khó lắm. Các bạn chưa thấy bị thuyết phục thì cũng dễ hiểu. Nhưng lúc thấy nó nét rồi thì đa phần đã 57 tuổi như tôi đây này. Tôi tin rằng các bạn ý thức được điều này khi càng trẻ thì các bạn càng ăn. Có được biến tình yêu rồi, hòa cùng biến sức khỏe, biến sự nghiệp, biến bạn bè nữa thì bạn có một cuộc sống tuyệt vời. Các bạn còn ăn chơi, nhảy múa, xác thịt thì đại họa. Đại họa không chỉ về thể xác mà nó bệnh hoạn về tâm hồn. Sau này nhìn thấy con gái, bạn không thấy còn giá trị gì nữa, không còn tí lòng tin nào cả. Bí mật của một tình yêu đích thực nằm ở đâu? Bí mật này chắc chắn không phải của Lê Thẩm Dương rồi. Tôi chỉ đang đi truyền tri thức của nhân loại cho các bạn. Người ta đổ đầy máu ra sàn mới có bí mật mà tôi sắp nói ra. Các bạn chỉ có nhiệm vụ đọc rồi lấy cái mạng mình ra để làm vật thí nghiệm. Chúng ta sinh ra là bằng nhau, mọi sự do học mà ra. Đấy là lý do, trong tình yêu dù người khác có đổ máu, nhưng bạn để tâm một tí là không cần đổ máu mà vẫn có tri thức về nó, thậm chí là cả kinh nghiệm nữa. Kiếm tình yêu đích thực ở đâu? Kiếm được rồi thì làm sao mà giữ được? Giả sử rằng bạn kiếm được một chàng trai chuẩn lý tưởng của mình rồi, chuẩn không cần chỉnh ấy.
Đừng ngồi ý im mà rung đùi. Lúc này phải thật sự nghiêm túc, tìm hiểu xem làm sao để giữ được nó. Cái này quan trọng hơn cả hành trình đi kiếm. Cần nghệ thuật nhiều hơn lúc đi kiếm. Đầu tiên tôi muốn nói với các bạn rất chân thành. Mình phải xứng đáng với người ta nếu muốn người ta xứng đáng với mình. Xứng đáng thì quan trọng nhất là ở tâm hồn và tri thức, còn lại là thể xác. Tôi nói vậy nhưng tất cả dồn vào thể xác thì nói sai bét. Bí mật của một tình yêu đích thực, của một tình yêu hạnh phúc cũng chính là ở chỗ này. Bạn hãy là một người có tâm hồn đẹp, có tri thức, thể xác xuất sắc nữa thì tôi tin chắc chắn bạn không cần phải làm bất cứ một động tác nào để thu hút đàn ông nữa. Hành động của bạn là hành động lúc rèn luyện tâm hồn, rèn luyện thể xác, rèn luyện trí tuệ. Đàn ông họ tin lắm. Thế là các bạn có được nhiều người theo. Xong rồi bạn kiếm được một người đồng điệu với bạn thì còn gì là không hạnh phúc nữa. Vậy nên ở đây bí mật là bằng mọi cách mình phải có tâm hồn đẹp, có tri thức, thể xác xuất sắc nữa. Sau đó hãy chọn một chàng trai có ba cái yếu tố đó. Đàn ông họ cần cả gỗ, cả nước sơn. Chứ đừng ngụy biện em chẳng cần đẹp, em chỉ cần tốt là được. Xin tiết lộ với các bạn gái, theo một số liệu thống kê của nước Anh là 47% nam nhìn nữ, nhìn vòng 1 trước, 30% nhìn vòng 3. Các bộ phận khác là 23%, có tí nào là nước gỗ hay không? Cái nhìn đầu tiên này mà không qua được thì đến muôn đời nước sơn cũng không được thấy. Các bạn thấy quan trọng chưa? Các bạn gái làm đẹp là làm cho các bạn, là làm cho mình tự tin. Mẹ nào cổ cao ba ngấn thì búi ngược tóc lên cho cả thiên hạ nhìn thấy cái đẹp trời cho này. Mẹ nào cổ ngắn thì để tóc thề đi. Bí mật nó nằm ở sự tinh tế đó. Hãy là một người có tâm hồn đẹp. Bí mật đầu tiên theo cấu tạo thành phần của một tình yêu đích thực, một tình yêu hạnh phúc, đó là tâm hồn đẹp. Về mặt tâm hồn này, bạn làm thế nào tôi chẳng biết được, nhưng bạn phải gieo vào đầu óc của người đối diện, người ta gọi là vẽ bằng mắt những hình ảnh sau đây. Chung thủy, lãng mạn và tính luân lý. Chung thủy đó là phần con người của chúng ta, con vật là tạp giao, con người được đẩy lên thành lương hôn. Chung thủy là thuộc tính của tình yêu con người, đây là thuộc tính cao nhất của đặc điểm này, tâm hồn đẹp. Nếu như người đối diện không nhận ra được điều này từ bạn, thì xin chuyển ngay. Đằng này có bạn trai rồi, thằng khác nó nhắn tin, chẳng mẹ nào từ chối đâu, nhắn lại ngay, hẹn anh hôm khác, thế mà anh không nhắn sớm. Đừng lúc nào cũng lưng lửng, tiếp tục phát triển trên thị trường như thế. Chị em nhà mình thì luôn là tao yêu thằng áo đỏ, thì thằng áo đỏ không được nói chuyện với con nào. Còn bà thì muốn nói chuyện với thằng nào thì nói, tại sao các bạn lại tham như thế? Giờ đến lãng mạn nha, các bạn phải duy trì được sự lãng mạn, nếu bạn trai không gieo được vào đầu bạn gái của mình sự lãng mạn và ngược lại thì vứt. Phụ nữ Việt Nam vừa về đến nhà là thì thầm, anh ơi, còn thiếu nữa chỉ nữa là mua được 10 cây. Lúc nào cũng chỉ với vàng, quần rách gối, mẹ ấy cắt gấu đi làm quần sọt cho chồng. Tôi đảm bảo anh chồng đi so sánh ngay với cô đồng nghiệp chứ không đâu xa. Rồi nó nhàm chán đấy chứ. So sánh và nhàm chán sẽ giết chết tất cả tình yêu trên thế giới này. Cuối cùng là tính luân lý, người ta gọi là tính đạo đức. Làm cho đối tác của mình nể phục tâm hồn mình. Nếu bạn còn đại diện cho cái sai theo quy phạm đạo đức của dân tộc người ta đang quy ước thì các bạn thua. Hãy hành động thật đạo đức với bạn gái. Giờ tôi hỏi điều này, các bạn phải thành thật trả lời. Theo bạn có nên sống thử, bầu trước khi cưới, cả hai bên đều chưa vợ chưa chồng, tự nguyện không ai ép uổng ai, có nên không? Và bản thân bạn có muốn sống thử, có bầu trước hay không? Ở đây không liên quan đến pháp luật, chỉ liên quan đến tâm hồn thôi. Tôi khẳng định, sống thử không vi phạm luật pháp, có bầu trước không vi phạm luật pháp, nhưng đứng về luân lý nói chung, nói về ảnh hưởng đến tâm hồn đoạn dài của cuộc đời sau này, thì nên hay không lại là vấn đề rất là quan trọng. Hãy là một người có tri thức. Về phương diện tri thức, làm sao cho bạn gái mình nó thấy tự hào về mình, kính trọng mình, nụ hôn lúc ấy mới ngọt như mía và ngược lại. Còn không, nó thuần túy là một nụ hôn của phần con. Đây là lý do các bạn trẻ thích yêu mấy anh có vợ rồi. Thậm chí có anh 70 tuổi vẫn còn có bồ kém mình mấy chục tuổi là thế. Tâm hồn anh ấy cằn cỗi nhưng anh ấy có được sự ngưỡng mộ của các cô gái về mặt tri thức. Từ ngưỡng mộ nó nhảy sang tình cảm nhanh lắm, đúng 30 giây thôi. Nữ có đặc điểm là họ chấp nhận được che chở. Trong khi nhu cầu của đàn ông là đi che chở, gặp nhau thì đương nhiên là vỡ trận. Ngoại tình cũng là ở đây. Tri thức gồm hai thành tố, kiến thức chuyên môn hẹp và kiến thức ngoài chuyên môn hẹp. Kiến thức chuyên môn là kiến thức nghề, là cử nhân bách khoa, cử nhân sư phạm. Nhưng rất tiếc, bằng bách khoa sư phạm nó chiếm trong khái niệm tri thức này chỉ là 15% thôi. 85% còn lại là tri thức nằm ngoài chuyên môn hẹp. Ngoài bằng bách khoa, bằng sư phạm,
Thế bạn mới thấy cái thằng này chẳng có bằng đại học nào mà sao nó cưa gái giỏi thế. Vậy đỗ đại học là nắm chắc phần kiến thức chuyên môn hẹp rồi. Lưu tâm rằng rèn luyện tri thức, kiến thức ngoài chuyên môn hẹp nữa là có thể tán gái vèo vèo. Đừng nói người không đi học đại học là dốt nha, là vô học nha, vì đời có năm ông thầy. Cử nhân bách khoa, cử nhân sư phạm mới học được một ông thầy trên bục giảng mà thôi. Ông thầy này càng lúc càng giảm giá trị, kể cả ông thầy ở đại học Harvard cũng thế thôi. Nếu chỉ học một ông thầy này, làm sao bạn làm cho bạn gái của mình phục mình được? Mời các bạn đọc lại bài Chưa có năm ông thầy thì chưa thể thành người, trang 65. Hãy là một người có thể xác xuất sắc. Cứ đòi tình yêu hạnh phúc mà tâm hồn như dễ rách, trí não kém, lại thua trận này ngay. Mình xấu thì mình phải biết phấn đấu chứ. Cái phấn đấu nó hay lắm, nó làm bạn nảy sinh ra cả tỷ ý tưởng. Rồi mà bạn có thể xác xuất sắc lúc nào chính bạn cũng không hay nữa đấy. Tôi nói thể xác nhưng không phải là xác thịt lắm đâu. Và thể xác xuất sắc trong phần nội dung này cũng không phải cứ phải là chân dài, hoa hậu, nó khác lắm đấy. Một thể xác xuất sắc đầu tiên phải cân đối, chân dài nhưng phải cân đối. Đừng có cao 1m8 mà chân dài 1m7, còn lại là lưng. Về thể xác, các bạn phải tạo được sự đẹp của mình. Tính hấp dẫn của mình, đây là quyền của con người. Tự tin đây chứ đâu, hạnh phúc là đây chứ đâu. Để đạt được những thứ này, bạn phải đi học mỹ học, đừng đi học lung tung. Khi bạn lúng túng không biết mặc áo dài hay đầm trong một buổi lễ mình sắp tham dự, đấy là lúc bạn phải đi học mỹ học đấy. Nếu không là bạn thua. Cái này nó có sức hấp dẫn kinh khủng lắm. Nó tạo ấn tượng ban đầu, thể xác luôn tạo cho chúng ta cảm xúc. Mà khi có cảm xúc, não mới hoạt động, lúc đấy thì mọi thứ mới chuyển dịch được. Anh nào sắp lấy vợ, đừng về đến nhà là cởi hết quần áo để lộ quả bụng to như nồi nước lèo. Nó làm cảm xúc của người phụ nữ tụt xuống ngay. Lại vớ phải quả quần đùi rách nữa thì cảm xúc của cô ấy tụt xuống âm ngay. Rất giỏi, tâm hồn đẹp, thế mà mất bồ. Mãi sau này mới biết chỉ vì cái quần đùi rách. Thế nên làm sinh viên nghèo thì nghèo thật. Ăn mặc tùy tiện thì tùy tiện thật, nhưng tuyệt đối không được coi thường cái quần đùi. Đã là quần đùi phải dùng tiền mua quần đùi hàng hiệu, thể xác có quyền lực, sức mạnh kinh hoàng lắm. Tôi đến với báo đài không phải để nổi tiếng. Hồi bố tôi còn sống và mẹ tôi bây giờ cũng thế. Nếu lâu lâu không nhìn thấy tôi xuất hiện trên truyền hình là gọi điện hỏi ngay. Dạo này mày bị kỷ luật hay sao mà không nhìn thấy trên TV vậy? Với truyền hình, tôi có rất nhiều chuyện để nói. Nhưng trước khi nói đến chương trình truyền hình tôi hợp tác đầu tiên, hay các chương trình truyền hình tôi đã và đang hợp tác, tôi muốn nói về khoảng thời gian trước đó, về động lực thôi thúc tôi xuất hiện trên báo chí nói chung. Tôi là người dạy về kinh doanh nên rất hiểu vai trò đặc biệt quan trọng của marketing. Thực tế marketing có 3 chiến lược, đi trước sản phẩm, đi song song với sản phẩm và đi sau sản phẩm. Tức là sản phẩm tốt rồi mới bắt loa lên đi giới thiệu, đi bán. Tôi là người ưa thích sự tròn trịa nên thường chọn phương án tạo sản phẩm trước cho chiến lược marketing do tôi phụ trách hay cố vấn. Thời điểm tự tin với kiến thức của mình, thực tế là đã giúp ích được cho rất nhiều người rồi, tôi mới nghĩ tại sao không mở rộng, nâng cao mức độ cống hiến của mình hơn nữa bằng cách xuất hiện trên các phương tiện truyền thông nói chung. Marketing ăn nhau ở nguyên liệu marketing. Mà nguyên liệu marketing là kiến thức thì tôi có rồi. Tôi không những có nguyên liệu marketing mà còn có nguyên liệu marketing tốt nữa. Nên coi như tôi đã sở hữu một điểm nổi tự nhiên. Nhưng thực tình tôi chưa kịp dùng một chiêu marketing nào cho bản thân thì báo chí đã tìm đến. Có lẽ nhờ Facebook và các kênh truyền miệng mà họ biết đến tôi. Tờ báo đầu tiên tiếp cận với tôi là báo Pháp Luật, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi thật sự rất cảm ơn họ cho đến tận bây giờ. Đó là khoảng thời gian năm 1207. Tiếp theo đó là nhiều báo khác. Trong đó có báo Thanh Niên, báo Tuổi Trẻ. Các bài báo viết về tôi liên tục được đăng trên các tờ báo này. Độc giả ủng hộ, yêu mến tôi nhiều hơn. Nhưng người ném đá tôi thì cũng không ít. Về việc bị ném đá, thời điểm đó tôi nghĩ rằng không sao cả. Những người thừa nhận tôi, họ vẫn thừa nhận. Những người ném đá tôi thì họ vẫn cứ ném đá, thế thôi. Thế rồi HTV, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tìm đến tôi vì họ thấy kiến thức của tôi phù hợp. Tôi xuất hiện trong chương trình chứng khoán của đài này khoảng năm 2008-2009. Tham gia chương trình truyền hình có cái thú vị là được dịp thể hiện khả năng thu phục người khác bằng ngôn ngữ cử chỉ.
tôi giao tiếp trực tiếp với khán giả truyền hình thật chân thành. Viết trên báo in, báo mạng rất khó đưa được những ưu điểm này của tôi. Những cống hiến của tôi qua truyền hình cứ thế tăng lên. Đến năm 2014, tôi mới bắt đầu hợp tác với VTV, Đài Truyền hình Việt Nam. Khán giả VTV biết đến tôi nhiều nhất có lẽ là qua chương trình CEO, Chìa khóa thành công, một chương trình chính ngạch. Nhưng thực ra, trước đó tôi đã tham gia một số chương trình trên VTV như Cà phê sáng, Bản tin tài chính, giờ là Bản tin tài chính kinh doanh. Không chỉ dừng lại ở việc tham gia các chương trình chính ngạch, tôi nhảy sang một số chương trình mang tính showbiz, không chỉ có quyền lực ghế nóng đâu, còn nhiều chương trình lắm. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi với VTV là có thời điểm trước khi VTV1 phát các bài phát biểu của các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, là tôi đã được người nhà đài yêu cầu chuẩn bị ngồi xem TV để sau đó phát biểu, bình luận ngay. Tôi nhớ có lần đang giảng bài ở Hưng Yên, được lệnh của nhà đài là phải xin phép các bạn học viên đi xem TV. Tôi cũng từng nhiều lần trả lời phỏng vấn. Mình nói thật, nói trên tinh thần yêu nước thì có vấn đề gì đâu. Hồi đó phóng viên ở Việt Nam là ông Khánh, tháng nào cũng hỏi tôi về lạm phát. Từ trước đến nay tôi chỉ chú tâm vào cống hiến, còn làm thương hiệu thì không. Tôi hiểu ý nghĩa của marketing nhưng lại không chú trọng vào làm marketing cho mình. Chiến lược của tôi là chiến lược sản phẩm tốt thì ông sẽ bu lại thôi. Sản phẩm không tốt thì chiến lược marketing trời biển gì cũng sẽ chết và chết sớm hơn, làm cho thương hiệu thành thương hiệu âm. Nhiều người hỏi tôi tại sao lại nhảy sang các chương trình mang tính showbiz. Thứ nhất, tham gia các chương trình mang tính showbiz với tôi cũng vì khát khao cống hiến mà ra. Từ một người làm nghề về tài chính, về nhảy sang quản trị học, tôi thấy ống kính của mình vươn xa hơn biết bao nhiêu. Quản trị đòi hỏi kiến thức tổng quan cao. Quản trị cũng liên quan đến nghiệp vụ lãnh đạo, đòi hỏi hiểu con người rất cặn kẽ. Từ các chương trình chính ngạch nhảy sang các chương trình mang tính showbiz, tôi tin mình có nhiều cơ hội được cống hiến hơn. Thứ hai, tôi tham gia các chương trình mang tính showbiz vì bản thân những chương trình này rất là hay. Tôi biết lý do khiến không ít người băn khoăn về việc tôi tham gia những chương trình mang tính showbiz. Gần đây nhất là chương trình Quyền lực ghế nóng trên VTV3. Vì họ định kiến với showbiz, với các chương trình mang tính showbiz, cứ nghĩ chúng mang nhiều tiêu cực hơn là tích cực. Xã hội của chúng ta hiện nay cần lắm những chương trình mang tính showbiz như vậy, như Quyền lực ghế nóng, đôi khi còn cần hơn các chương trình chính ngạch đấy. Tất nhiên một chương trình hay hay dở, giá trị nhân văn cao hay thấp, ý nghĩa giáo dục tốt hay không tốt còn phụ thuộc vào người làm ra nó và biết cách làm hay không. Có người nói trình độ những người tham gia các chương trình mang tính showbiz không bằng trình độ những người tham gia các chương trình chính ngạch. Nhận định này đúng trong một số trường hợp, nhưng tôi khẳng định không phải đúng với tất cả, nhưng tôi sẽ bàn về phần đúng của nhận định này. Trình độ người tham gia các chương trình này có thể thua, nhưng chủ đề của chương trình này thì vĩ đại vô cùng. Ví dụ, so sánh chương trình CEO Chìa khóa thành công với Quyền lực ghế nóng, CEO Chìa khóa thành công giải quyết cho chúng ta những vấn đề cụ thể trong hoạt động kinh doanh, rất chính ngạch, thú vị lắm. Còn Quyền lực ghế nóng thì giải quyết cho chúng ta những việc mang tính cả quãng đường dài, đó là lối sống, là quan điểm. Thế nào là vô tâm, thế nào là vô cảm? Tại sao xã hội hiện đại ngày nay lại có nhiều người vô tâm vô cảm như vậy? Bạn sẽ tìm được câu trả lời cho tất cả những câu hỏi này trong một số chương trình mang tính showbiz, chứ không phải trong các chương trình chính ngạch. Chương trình chính ngạch đề cập đến những vấn đề không lớn, mang tính chiến thuật nhiều hơn là chiến lược, trong khi các vấn đề của cuộc sống lại mang tính chiến lược nhiều hơn. Phải là người ở tầm kiến thức hay tầm ảnh hưởng tới xã hội như thế nào mới tham gia chương trình mang tính showbiz được? Chương trình mang tính showbiz là chương trình giải trí, nhưng giải trí để giáo dục, là nghệ thuật vị nhân sinh, chứ không phải giải trí để giải trí đơn thuần. Có những vấn đề chính ngạch phải đi bằng con đường giải trí mới hiệu quả, mới dễ thẩm thấu. Tôi tham gia các chương trình mang tính showbiz cùng mục đích như khi tham gia các chương trình chính ngạch. Nói ra điều đó, có thể bạn không tin nhưng quả thật là đúng như vậy. Tôi thấy các chương trình này thú vị như nhau, khiến tôi háo hức như nhau. Mình có tri thức, mình có khao khát cống hiến, mình có cả phương pháp nữa thì dù ở đâu, trong chương trình nào mình vẫn có cách đóng góp một tiếng nói tích cực cho xã hội, cho thế hệ trẻ. Tôi không chuyển sang các chương trình showbiz để nổi tiếng, ở tuổi này rồi, 59 tuổi, tôi không có cái đích đấy. Nghệ thuật nói chung đều mang sứ mệnh làm cho chúng ta từ con thành người. Bạn xem xong một bộ phim, một chương trình truyền hình, bạn giật mình, xem lại cách sống của mình và thay đổi để sống tốt hơn. Nhưng chỉ được 1-2 ngày, bạn quên đi, khát vọng sống tốt của bạn lại tụt xuống. Đi xem một bộ phim khác, khát vọng sống tốt của bạn lại vụt lên. Quá trình lên xuống này cứ liên tục, bạn đừng vội nghĩ. Nếu nó cứ lên xuống như vậy thì cố gắng đẩy nó lên làm gì? Đường sóng lên xuống ấy được đẩy lên với tần suất nhanh và mạnh hơn.
thì sẽ làm cho bạn sống tốt hơn, nhìn ra vấn đề rõ ràng hơn. Tại sao cuốn sách đầu tiên của tôi lại có tên Cảm xúc là kẻ thù số 1 của thành công? Thực ra, bản chất của những người có lời chê bai khiếm nhã với một số người tham gia chương trình Quyền lực ghế nóng không xấu. Tôi lạc quan lắm. Chúng ta không ai xấu cả. Con người từ khi sinh ra, bản chất thiện đã hiện hữu sẵn trong mỗi người của chúng ta. Chê bai khiếm nhã là do cảm xúc gây ra. Cảm xúc là nhân tố số 1 làm nên thành công. Cảm xúc là biểu hiện cao nhất của tính người, nhưng mặt trái của cảm xúc lại là tính tiêu diệt cái đúng. Smartphone là ông thầy vĩ đại nhất trong xã hội hiện nay. Cả Tây, cả ta đều phải thừa nhận điều này. Nhưng châu Âu cũng xếp smartphone vào danh sách những thứ gây nghiện. Vậy thì bây giờ phải hiểu thế nào cho đúng? Từ ví dụ về smartphone ở trên, tôi muốn nói thế này. Cả người yêu mến, cả người chê bai, khiếm nhã, quyền lực ghế nóng đều đáng tôn trọng. Không hề xã giao đâu, họ đáng tôn trọng ở chỗ họ có thái độ rõ ràng về những chuyện đang xảy ra trước mắt. Khi khán giả chẳng khen cũng chẳng chê mới đáng lo ngại cho một chương trình và cho một xã hội. Mặt khác, còn có người bộc lộ quan điểm, thái độ bằng những phân tích chặt chẽ, nhưng cũng có người lại bộc lộ bộc phát, bị cảm xúc dẫn dắt. Đó là còn chưa kể, có người vì bực mình lên bị kích động mà nói vậy thôi, chứ thực tình không nghĩ vậy. Bản thân người nghe được những lời chê bai đó cần phải bình tĩnh, xem xét vấn đề trên đủ các khía cạnh, rồi làm gì thì làm. Có một điều tôi chân thành muốn nói với các khán giả nói chung, fan của Lê Thẩm Dương nói riêng, là ai cũng có cái sai, cũng làm sai vào lúc nào đó, trong những sự việc nào đó, đến chết vẫn cứ sai. Tôi hay các bạn đều thế cả. Có thế chúng ta mới thành người được, nhưng sai càng ít, càng chín chắn sớm thì sẽ càng tốt. Tất nhiên mọi việc đều được trình bày theo hệ quy chiếu của mình, nhưng ý kiến của mình luôn nên đặt trên một nền tảng thuyết phục, cảm xúc tích cực, đừng nên đặt nền tảng cảm xúc thuần túy. Nói cho khoái mồm, trên nền tảng hiếu thắng là không nên. Trong 7 nguyên tắc của giao tiếp, tôi thấy nguyên tắc không khinh bỉ người đối diện đặc biệt phù hợp với câu chuyện về showbiz chúng ta bàn hôm nay. Làm gì có chuyện showbiz đồng nghĩa với độc hại, tiêu cực. Giới showbiz quả đúng là có một số tiêu cực mà ta không thấy hay chưa thấy trong một số giới khác. Nhưng có ai chắc chắn được điều này? Biết đâu nó cũng đang tồn tại trong các giới khác, chỉ là dưới dạng ngầm mà thôi, không hiển lộ như trong giới showbiz mà thôi. Một là tiêu cực lộ rõ, một là tiêu cực ngấm ngầm. Cái tiêu cực nào là tiêu cực hơn đây? Phần 6. Bài học cuộc sống. Tiến sĩ Lê Thẩm Dương khuyên đọc. Trắng hay đen? Có một câu chuyện kể rằng hai vợ chồng trẻ nọ rất hay cãi nhau. Chẳng ai chịu nhường ai, ai cũng muốn mình là người nói câu cuối cùng. Có những khi cuộc tranh luận đã đi đến kết thúc, nhưng chỉ vì một người không chịu bất lời, thành ra một hai câu cuối cùng đó lại khởi đầu cho một cuộc cãi nhau mới. Để giải quyết vấn đề này, có lần họ đã thỏa thuận với nhau rằng, từ giờ khi cãi vã thì một người nên lên tiếng nhận sai trước, để người còn lại sẽ có thái độ tích cực hơn. Thế là đến lần cãi nhau tiếp theo, anh chồng bảo, nào, lần này đến lượt em nhận sai đi chứ, sau đó anh sẽ thừa nhận quan điểm của em. Cô vợ đồng ý nói, thôi được, em sai rồi. Anh chồng gật gù, phải, em nói đúng đấy. Một cuộc tranh cãi đúng sai lắm khi sẽ kéo dài, không có điểm dừng và trong nhiều trường hợp sẽ dẫn đến những hậu quả lớn ngoài tầm kiểm soát. Cho nên người ta mới nói có câu, đôi khi cứ muốn đúng lại là sai. Tôi còn nhớ hồi là sinh viên năm thứ nhất, có lần tôi tham gia một cuộc tranh cãi nảy lửa với một người bạn cùng lớp. Thực sự thì tôi không nhớ rằng chúng tôi đã cãi nhau vì chuyện gì nữa. Chỉ nhớ là cả hai đã suýt tông vào nhau đánh nhau. Có lẽ sẽ không bao giờ thèm nói chuyện với nhau nữa. Tuy nhiên bài học mà tôi học được ngày hôm đó thì tôi sẽ không bao giờ quên. Lúc đó tôi tin rằng tôi đúng, còn cậu ta là sai. Và cậu ta cũng tin điều tương tự. Tôi là đúng, còn cậu ta là sai. Chỉ có điều cả hai nhân vật tôi và cậu ta trong câu đó lại khác nhau. Và thế là thầy giáo của chúng tôi đã quyết định dạy cho chúng tôi một bài học rất quan trọng. Thầy gọi chúng tôi lên gần bục giảng, bảo cậu bạn kia đứng một bên của bàn giáo viên. Còn tôi đứng phía bên kia, ở giữa bàn của thầy là một vật gì đó tròn và khá to. Tôi có thể nhìn thấy rất rõ nó là màu đen. Thầy hỏi cậu bạn kia vật đó màu gì, cậu ta đáp màu trắng ạ. Tôi thật không thể tin nổi cậu ta nói cái vật đó là màu trắng. Khỉ thật, rõ ràng nó là màu đen cơ mà. Tôi buộc miệng nói, điên à, nó là màu đen. Và một cuộc tranh cãi mới lại nổ ra giữa tôi và cậu bạn đó. Lần này là về màu của vật thể trên bàn của giáo viên. Thầy giáo liền bảo hai chúng tôi đổi chỗ cho nhau, đứng đúng vào chỗ của người kia vừa đứng. Chúng tôi làm theo và vừa thầy hỏi tôi cái vật đó màu gì. Tôi ngập ngừng rồi đành trả lời, màu trắng ạ. Nó là một vật thể với hai màu ở hai mặt và nó được phối màu để có sự chuyển tiếp giữa đen và trắng rất khéo léo. Đến mức nếu nhìn ở một mặt thì không thể biết được mặt kia có màu gì khác.
tức là từ góc nhìn của bạn tôi, lúc nãy thì vật thể đó tưởng như hoàn toàn là màu trắng. Còn từ góc tôi đứng thì tưởng tượng nó hoàn toàn là màu đen. Vào thời điểm hiện tại này, tôi thấy vụ cãi nhau của chúng tôi hồi đó cũng gần như kiểu tranh luận về chiếc váy trứ danh trên mạng mà có người nói là váy màu xanh, đen, còn có người nói mà váy màu vàng, trắng ấy. Đôi khi chúng ta cần phải nhìn vào vấn đề từ góc nhìn của một người khác hoặc cảm nhận một tình huống khi đứng đúng vào vị trí của người khác thì mới có thể thực sự hiểu được họ. Đó là bài học mà tôi sẽ không bao giờ quên được. Hãy trân trọng và đầu tư cho bản thân. Nếu bạn quan tâm đến việc đầu tư tài chính hoặc đơn giản chỉ là hay đọc báo chí một chút, thì có thể bạn biết rất rõ về ông Warren Buffett. Ông được coi là nhà đầu tư thành công nhất thế giới. Những chiến lược đầu tư của ông được coi là huyền thoại và rất nhiều người mong muốn học hỏi được từ ông. Ông còn được kính trọng hơn nữa khi cam kết tặng đi tới 99% tài sản của mình, tức là hơn 30 tỷ đô la vào thời điểm ông cam kết năm 2006 cho các quỹ từ thiện, các tổ chức phi lợi nhuận phần lớn là vào quỹ của Bill Gates. Ông Buffett thường được mời tới nhiều trường đại học để diễn thuyết nhằm giáo dục và khuyến khích các sinh viên. Một trong những bài diễn thuyết của ông được rất nhiều người nhắc lại. Trong đó, ông dạy chúng ta về giá trị của cơ thể mình, nên đầu tư vào bản thân mình để có tương lai tốt đẹp. Ông nói thế này, hãy tưởng tượng rằng một vị thần hiện ra và nói sẽ cho bạn bất kỳ chiếc ô tô nào trên thế giới. Điều kiện ở đây là chiếc xe đó sẽ là xe duy nhất mà bạn có trong đời, không bao giờ đổi xe được. Vậy bạn sẽ làm gì? Chắc hẳn khi có xe bạn sẽ rất là quý nó. Bạn sẽ đọc kỹ cuốn hướng dẫn sử dụng tới cả chục lần. Bạn sẽ thay dầu cho nhiều hơn cả mức yêu cầu và chẳng hạn bạn sẽ chăm sóc nó kỹ lưỡng, bảo dưỡng nó đều đặn để đảm bảo chiếc xe đó luôn là chiếc xe mơ ước của bạn mãi mãi. Hãy nghĩ xem điều này nói lên những điều gì về cơ thể của bạn. Bạn chỉ có một bộ não và một cơ thể. Bạn sẽ sử dụng chúng khi 20 tuổi, 40 tuổi, 60 tuổi. Chúng có giá trị hơn cả chiếc xe duy nhất đó. Bạn hãy quan tâm đến chúng và khai thác tối đa tiềm năng của chúng. Nếu bạn cứ luôn nghĩ rằng để về sau mới cần chăm sóc trí não và cơ thể của mình, và chiếc xe thì có thể sẽ là quá muộn. Bạn có thể duy trì chúng nhưng sẽ rất khó, hoặc thậm chí là không thể, để sau này đảo ngược những sai lầm lớn hoặc những sự cẩu thả, thờ ơ, bất cẩn, mà bạn không muốn phải đi một chiếc xe hóc hỏng, bung bét suốt cả đời. Cho nên tài sản lớn nhất trong cuộc sống của bạn chính là bản thân của bạn. Hãy coi bản thân bạn là một kho báu. Tôi vẫn thường nói với tất cả mọi người rằng, tôi sẵn sàng ngay hôm nay trả trước một số phần trăm nhất định cho thu nhập được ước tính trong tương lai của những sinh viên giỏi, biết chăm sóc tốt cho bản thân của mình. Bởi nếu bạn biết coi trọng bản thân, biết đầu tư cho bản thân, thì chính bạn sẽ là một tài sản rất là giá trị trong cuộc đời của mình. Vừa đối với bản thân, vừa đối với gia đình, vừa đối với cả cộng đồng của chúng ta. Tha thứ là sự lựa chọn vì bản thân, một câu chuyện có thật. Đó là một nỗi đau khiến trái tim bạn tan vỡ. Đó là một nỗi đau không bao giờ ngừng hẳn. Sau nhiều ngày tháng chờ đợi, Celestinus đã sinh ra một cô con gái rất là dễ thương. Cô bé được đặt tên là Zephany. Thế nhưng khi mới được 3 ngày tuổi thì cô bé bị bắt cóc. Là một người mẹ, trái tim tôi đã tan vỡ. Cô Celeste nói, trong trường hợp đó, bạn sẽ không thể ngừng nghĩ về con bé. Bạn sẽ không bao giờ nguôi đi được. Hàng năm, gia đình Nurse đều tổ chức sinh nhật cho Zephany, đều tự hỏi rằng cô bé đang ở đâu, liệu cô bé có một cuộc sống tốt không và liệu họ có bao giờ được gặp lại cô bé nữa hay không. Thế rồi, 17 năm sau, vào năm 2015, một cô con gái của Celeste là Cassidy Nurse đã có một phát hiện kỳ lạ. Khi đi học về, cô bé nói rằng mình đã gặp một người bạn ở trường và một bạn gái trông rất giống mình và không hiểu vì lý do gì. Cassidy cảm thấy mình rất muốn tìm hiểu người bạn đó. Celeste và chồng là Mauna Nurse đã đến trường để gặp người bạn kia và đã chụp được vài bức ảnh. Dù họ biết về việc lén chụp người khác là không đúng, có điều gì đó mách bảo họ rằng đó chính là con gái Zephany của họ giờ đã lớn. Cảm xúc đó trong tôi rất mạnh mẽ, tôi chỉ biết cố ép trái tim của mình đừng đập loạn lên vì tôi cứ nói đây là con gái của tôi, đây là con gái của tôi, Celeste kể lại. Sau nhiều suy nghĩ, họ quyết định báo cảnh sát. Phía cảnh sát điều tra và đã thực hiện thử mẫu gen. Chính là cô bé ấy, chính là Zephany, thật kỳ lạ. Hóa ra là Zephany có thể được coi là hàng xóm của chính bố mẹ mình bấy lâu nay. Cô bé sống cách nhà của Celeste chỉ vài km. Tôi cứ khóc mãi, tôi không thể ngừng khóc. Tôi bảo, cuối cùng mẹ đã tìm thấy được con. Mẹ đã tìm con suốt 17 năm rồi. Cuối cùng mẹ đã tìm được con. Giờ con lại là con của mẹ rồi, Celeste kể.
Kẻ bắt cóc bị cảnh sát bắt và bị kết án, nhưng Slater thực sự là một người bao dung. Cô thông cảm với người phụ nữ đã bắt Jeffany. Cô nói rằng, người đó đã đem Jeffany đi, nhưng không làm hại con bé. Dù đã làm cho Slater sống trong đau đớn và nhức nhối trong suốt 17 năm trời, mà lại nuôi nấng cô bé như là con ruột của mình. Khi tôi nhìn thấy người phụ nữ đã bắt con gái Jeffany của tôi chỉ muốn trao cho bà ấy một cái ôm. Slater nói, tôi muốn nói rằng cảm ơn chị đã nuôi dạy con bé rất tốt. Giờ hãy nhìn con gái tôi xem, nó rất đẹp đẽ, cả ngoại hình lẫn tâm hồn. Slater đã lựa chọn cách không khởi kiện mà tha thứ. Cô nói rằng, chỉ có bằng cách này cô mới có thể sống thanh thản và không khơi thêm cho Jeffany một nỗi tổn thương mới. Bởi cô bé đã coi người phụ nữ bắt cóc kia như mẹ ruột của mình trong suốt 17 năm liền. Chỉ có bằng cách tha thứ và đi tiếp, thì cuộc sống của gia đình Slater mới hạnh phúc được. Và chắc hẳn trong trường hợp này, Slater với lòng bao dung của mình đã lựa chọn đúng. Tấm bảng ở cửa sổ bệnh viện. Đây là một trong những câu chuyện mà khi bạn đọc xong, tôi tin chắc chắn bạn sẽ cảm thấy ấm áp tận sâu trong trái tim của mình. Nếu bạn thấy mình đang có một ngày không tốt lắm, thì bạn chẳng cần tìm đâu xa. Câu chuyện này sẽ giúp bạn cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Đây là một câu chuyện có thật xảy ra vài tháng trước. Nó là cuộc trò chuyện giữa một bệnh nhân 88 tuổi đang ở trong bệnh viện với một công nhân của xưởng sắt thép. Cuộc trao đổi khiến những người xa lạ cũng phải ngạc nhiên. Bà Buster đã phải nằm một tuần ở bệnh viện Frick. Bà ở căn phòng trên tầng 3 và hàng ngày, bà cố làm cho mình đỡ buồn bằng cách đứng ở cửa sổ, xem những người công nhân xưởng sắt thép xây lắp một cái cổng mới cho bệnh viện. Và một ngày trời lạnh và có tuyết, bà Gloria cảm thấy hơi lo lắng về sự an toàn của những người công nhân. Tình cờ người công nhân tên là Rick lại cảm thấy lo lắng về bà cụ mà anh vẫn nghĩ ngày nào cũng đứng ở cửa tầng 3 của bệnh viện. Cậu công nhân đó nhìn lên phía tôi và vẫy tay, nên tôi đã vẫy tay lại. Bà Gloria kể lại. Tôi nhìn xuống chỗ một thanh xà và thấy cậu ấy viết, chúc bà mau khỏe. Bà Gloria rất bất ngờ trước thông điệp đơn giản đó. Bà đã quan sát những người công nhân và lo lắng cho họ. Nhưng bà không biết rằng hóa ra họ cũng đang quan sát và quan tâm đến bà. Tôi nhìn thấy bà cụ ở cửa sổ nhìn xuống. Tôi nghĩ rằng chúc bà ấy mau khỏe sẽ là một cử chỉ tốt. Thực ra tôi không coi đó là việc gì to tát. Tôi chỉ muốn cố gắng làm cho người khác cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Tuy nhiên hồi âm của bà Gloria mới thực sự làm cho chàng trai xúc động. Một thông điệp đơn giản gửi lại. Nhưng bà Gloria đã chọn những từ rất đúng. Bà viết bằng nét chữ rung rung lên một tờ giấy. Hãy an toàn. Tờ giấy có chữ của bà khiến tôi cảm thấy xúc động. Anh ấy kể, tôi không chắc chắn rằng bà ấy có thể biết rằng câu hãy an toàn chính là một cụm từ đặc biệt của những người công nhân sắt thép như chúng tôi hay không. Nó là lời nhắc nhở chúng ta đều phải cẩn thận khi làm bất kỳ một việc gì. Khi tôi nhìn thấy tờ giấy hãy an toàn ở cửa sổ, tôi gần như giật mình và bảo các đồng nghiệp, các cậu có nhìn thấy không? Và đó cũng chính là điều mà những người công nhân cần được nhìn thấy hoặc nghe thấy vào một ngày mệt mỏi khắc nghiệt với công việc nhiều nguy hiểm. Chàng trai chia sẻ câu chuyện này trên Facebook và nó bỗng nhiên khiến sự tử tế được lan tỏa. Cùng ngày hôm đó, một người hoàn toàn xa lạ đã ghé vào chỗ làm việc của chàng trai, gửi lại một phong bì để tên anh, trong đó là một số tiền và người xa lạ kia ghi rằng họ muốn tặng tiền ăn trưa cho anh và các đồng nghiệp trong ngày hôm ấy, là một cử chỉ tử tế đúng lúc. Anh ấy kết luận, tôi làm một hành động gì đó không phải để nhận được cái gì, tôi chỉ cố gắng làm một tấm gương và làm một người tốt. Tôi hy vọng là mọi người đều làm cố gắng làm việc tốt, bởi vì thế giới vốn không phải lúc nào cũng là một nơi rất tử tế. Quầy tính tiền siêu chậm. Khi đứng xếp hàng chờ tính tiền ở các siêu thị, điều chúng ta thường muốn là gì? Có lẽ ai cũng chỉ mong rằng những người đứng trước mình càng xong thì càng tốt. Và nếu vì lý do gì mà có người chậm trễ loay hoay thì những người đứng sau không ngại thể hiện rõ thái độ sốt ruột, bực bội. Tuy nhiên, bạn đã bao giờ nghĩ về một người bị chứng trí nhớ kém chẳng hạn? Với một người như thế thì đi siêu thị mua đồ có thể là việc rất đáng sợ. Những hàng người tính tiền thường dịch chuyển rất nhanh và khi một người bị chứng trí nhớ kém đang cố soạn những món đồ mà mình đã mua rồi tìm tiền trong ví của họ. Những người khách đằng sau đang hết sức kiên nhẫn. Nói đơn giản hơn, khi gặp một vấn đề về trí nhớ hoặc nhận thức thì làm những việc rất bình thường hàng ngày cũng có thể cực kỳ căng thẳng và có nhiều lúc họ cảm thấy quá tải. Đó là một lý do mà siêu thị Fortress Scotland mới mở một quầy tính tiền thư giãn. Ở đây, những khách hàng bị chứng suy giảm trí nhớ, những người hay lo lắng, những người tự kỷ hay những người già trẻ em có thể tính tiền. Tại quầy này, họ có thể không cần vội vã khi đặt đồ lên quầy, trả tiền hay thậm chí là trò chuyện với nhân viên thu ngân.
Nhân viên Thu Ngân cũng là một nhân viên được đào tạo đặc biệt cho vai trò này. Có một tấm bảng ở ngay trước quầy tính tiền nói với khách hàng rằng ở đây họ có thể làm mọi việc một cách từ từ, cần bao nhiêu thời gian thì dùng bấy nhiêu. Đồng thời cũng viết rằng khi tính tiền ở quầy này, bạn có thể sẽ phải chờ đợi thật kiên nhẫn. Quầy tính tiền đặc biệt này vừa được tạo ra một tháng trước sau khi Tổ chức Scotland tổ chức buổi hội thảo nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về chứng mất trí nhớ. Một nhân viên của siêu thị Tesco đã gợi ý rằng họ nên tạo ra một trải nghiệm bớt căng thẳng hơn cho những người mua hàng có hoàn cảnh hoặc tình trạng sức khỏe đặc biệt. Và đó là khi quầy tính tiền thư giãn ra đời. Khi mở quầy tính tiền này, siêu thị cũng đã viết thông báo trên mạng: hôm nay chúng tôi chính thức mở quầy tính tiền thư giãn đầu tiên ở Scotland. Đây sẽ là quầy tính tiền mà khách hàng có thể bình tĩnh hoàn thành việc thanh toán của mình trong thời gian bao lâu tùy vào nhu cầu của họ, mà không cần cảm thấy vội vã hay phải chịu sức ép nào. Quầy tính tiền này dành cho bất kỳ ai muốn làm một việc một cách từ từ, bao gồm những người bị chứng suy giảm trí nhớ, những người có vấn đề về rối loạn, lo âu hay tự kỷ. Siêu thị Tesco ở Forest là địa điểm duy nhất áp dụng ý tưởng quầy tính tiền thư giãn này, nhưng nhiều nhà tâm lý học cho rằng nếu ý tưởng này được thực hiện ở nhiều nơi, nó có thể giúp nhiều người cảm thấy tự tin hơn. Nó có thể giúp giảm bớt sức ép cho nhiều người trong một thế giới đã có quá nhiều sức ép, một nhà tư vấn tâm lý nói. Quả thật, khi có một tấm lòng biết quan tâm thì ở bất kỳ đâu, bất kỳ nơi nào cũng luôn có cách để biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Phán quyết kỳ lạ của quan tòa. Con người thường cố gắng đơn giản hóa cuộc sống bằng cách chia ra mọi việc thành hai phía đen và trắng. Chỉ cách này hoặc cách kia, hoặc chia ra kiểu hoàn cảnh, nhưng đôi khi cuộc sống không rõ ràng như thế. Lấy ví dụ về hệ thống pháp lý, luật pháp được đưa ra để đảm bảo con người phải hành động theo những khuôn khổ nhất định. Nhưng liệu điều đó có nghĩa là nếu có ai đó không làm chính xác theo pháp luật trong mọi hoàn cảnh thì họ nhất định phải bị phạt? Công việc của các vị quan tòa là lắng nghe tất cả bằng chứng từ mọi phía để rồi đưa ra mọi quyết định công bằng nhằm thực thi pháp luật dựa trên những gì ông bà ấy nghe được, biết được. Quan tòa Frank Capirio, 80 tuổi, làm việc ở Iceland. Ở lứa tuổi đó, ông cũng đã chứng kiến và đã được nghe rất là nhiều điều, đặc biệt những vụ vi phạm pháp luật, vi phạm giao thông và những vụ kiện nhỏ thì hẳn ông đã biết đủ rồi. Nhưng có lẽ bạn thì chưa biết về một vị quan tòa đầy thông cảm và thấu hiểu như ông. Không phải tất cả những người vi phạm một điều luật nào đó đều cố tình làm vậy với mục đích xấu. Đôi khi người ta thậm chí không biết rằng mình phạm luật. Quan tòa Capirio coi công việc của mình là đảm bảo không ai bị trừng phạt quá khắc nghiệt hoặc phải chịu hậu quả quá nặng nề. Có lẽ đó chính là lý do khiến ông là một vị quan tòa nổi tiếng. Trong một phiên tòa kỳ quặc của một người phụ nữ đang ngồi ghế bị cáo, vì bà đã không nộp $100 tiền phạt đổ xe sai quy định và $200 tiền phạt vì không trả khoản phạt ban đầu. Người phụ nữ này đến phiên tòa với một cô gái đứng bên cạnh và tay bà bế một cô con gái nữa. Quan tòa Caprio quyết định sẽ làm cho không khí trong phiên tòa nhẹ nhõm hơn để hai cô bé kia đỡ sợ. Ông gọi cô bé lớn đứng lên và đưa cho cô bé chiếc micro. Ban đầu, ông hỏi cô bé vài câu về bản thân cô và cô có những ước mơ gì. Cô bé rụt rè trả lời, còn quan tòa Caprio cho cô những lời khuyên để luôn theo đuổi ước mơ của mình. Thế rồi, ông hỏi cô bé có muốn giúp ông xử lý trường hợp của mẹ cô không và yêu cầu cô bé hứa công bằng và trung thực. Sau đó, ông cho phép bà mẹ tự nói về tình huống của mình. Nghe xong những gì bà mẹ nói, quan tòa Caprio quay sang cô gái và hỏi cô bé rằng cô nghĩ sao? Ông cho cô bé biết các lựa chọn, nộp đủ tiền phạt hay phản đối. Cô bé nghĩ rằng mẹ cô có lẽ nên nộp $50 tiền phạt. Tuy nhiên quan tòa Caprio cho rằng cô bé đã ăn sáng chưa? Cô bé đáp, sáng nay cháu chưa ăn gì, cháu đang đói quá à. Nghe vậy vị quan tòa nói với cô bé, hãy cho là ta thỏa thuận với mẹ cháu thế này. Nếu mẹ cháu mua thức ăn sáng cho cháu ngay khi ra khỏi đây thì ta sẽ hủy vụ phạt này. Đó có phải là một thỏa thuận tốt không? Tất nhiên cô bé chọn bữa sáng và quan tòa Caprio hủy khoản phạt tổng cộng là $300. Sau đó ông trao cho cô bé một cái ôm và mấy mẹ con bị cáo đi về nhà ăn sáng. Mặc dù người phụ nữ này tất nhiên xứng đáng bị phạt, dù là hình phạt giảm nhẹ nhưng quan tòa Caprio đã nhận ra gánh nặng về tài chính mà khoản phạt đó sẽ đè nặng lên gia đình của bà. Cho nên ông chọn cách bảo đảm rằng hai cô bé được ăn no thay vì tạo ra một tình huống khốn khó cho gia đình nhỏ kia. Quan tòa đã giúp biến phiên tòa thành một bài học đặc biệt cho cô bé lớn và là một ví dụ về lòng nhân từ cho tất cả mọi người.
Những quả bóng tung hứng, bạn hãy tưởng tượng cuộc sống là một trò chơi tung hứng, trong đó bạn phải tung 5 quả bóng lên không trung, những quả bóng đó là công việc, gia đình, sức khỏe, tình bạn và tinh thần. Nhiệm vụ của bạn là phải giữ tất cả những quả bóng đó đều được tung đều đặn, nhịp nhàng. Nếu bạn để ý, bạn sẽ sớm nhận ra rằng công việc là một quả bóng cao su, nếu bạn làm rơi nó cũng sẽ nảy lên trở lại. Nhưng 4 quả bóng kia, gia đình, sức khỏe, bạn bè, tinh thần đều được làm bằng thủy tinh, nếu bạn làm rơi một trong những quả bóng đó, chúng sẽ bị trầy xước, rạn nứt, sức mẻ, hư hỏng hoặc thậm chí là vỡ tan. Chúng ta sẽ không bao giờ được như cũ nữa. Bạn phải hiểu điều này và cố gắng giữ sự cân bằng trong cuộc sống. Nhưng bằng cách nào? Bạn đừng hạ thấp giá trị của bản thân bằng cách so sánh mình với người khác. Đó là vì mỗi chúng ta đều khác biệt với mỗi chúng ta đều đặc biệt. Đừng đặt mục tiêu của bạn bằng những gì mà người khác coi là quan trọng. Chỉ có bạn mới biết được điều gì là tốt nhất cho mình. Đừng coi thường những điều gần với trái tim của bạn nhất và đừng coi những điều đó là nghiễm nhiên có được. Hãy giữ chặt lấy chúng như bạn giữ cuộc sống của mình, bởi nếu không có chúng thì cuộc sống thật vô nghĩa. Đừng để cuộc sống của bạn trôi tuột qua những ngón tay bằng cách sống trong quá khứ hoặc sống cho tương lai. Chỉ bằng cách chọn cuộc đời mình trong từng ngày một, sống trọn vẹn trong thời điểm hiện tại, bạn mới sống được tất cả những ngày của mình. Đừng bỏ qua khi bạn vẫn còn điều gì đó để trao đi. Không có gì là thực sự chấm hết cho đến khi khoảnh khắc bạn ngừng cố gắng. Đừng ngại thừa nhận rằng bạn không hoàn hảo. Chính sự mong manh đó là sợi chỉ nối chúng ta lại với nhau. Đừng ngại đối mặt với những rủi ro bằng cách cứ nắm lấy những cơ hội. Chúng ta sẽ học được cách sống can đảm. Đừng đóng cửa với yêu đương bằng cách nói rằng bạn không thể tìm thấy tình yêu. Cách nhanh nhất để nhận được yêu thương chính là cho đi. Cách nhanh nhất để đánh mất tình yêu là giữ nó quá chặt. Và cách tốt nhất là giữ tình yêu là cứ trao cho nó đôi cánh. Đừng chạy qua cuộc sống quá nhanh đến mức bạn không thể quên mất là mình đã từng ở đâu, mà quên cả việc bạn đang đi tới đâu. Đừng quên rằng nhu cầu cảm xúc lớn nhất của con người chính là cảm thấy được trân trọng. Đừng sợ học hỏi, kiến thức không có trọng lượng, nên nó là kho báu mà bạn có thể luôn mang theo rất dễ dàng. Đừng sử dụng thời gian và lời nói một cách bất cẩn. Cả hai thứ này đều không lấy lại được. Cuộc sống không phải là một cuộc đua mà là một hành trình để bạn tận hưởng từng bước trên đường. Những hối hận chung. Có một câu chuyện vui thế này, một phụ nữ nọ nửa đêm tỉnh dậy không thấy chồng mình nằm bên cạnh, rất ngạc nhiên bà liền khoác áo choàng và đi xuống nhà xem chồng làm gì và ở đâu. Hóa ra ông chồng đang ngồi ở bàn bếp, trước mặt ông là cốc cà phê lớn, trông ông có vẻ đang trầm tư suy nghĩ, mắt nhìn chăm chăm vào tường. Bà vợ lặng lẽ quan sát, bà thấy ông nhấp một ngụm cà phê rồi lấy tay hình như quệt nước mắt. Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Vừa tò mò vừa lo lắng, bà nhẹ nhàng lại gần ông và hỏi. Ông làm sao thế? Có việc gì nghiêm trọng đã xảy ra sao? Tại sao nửa đêm ông lại xuống đây mà ngồi? Người chồng im lặng một chút rồi chậm rãi đáp. Bà có nhớ hồi 30 năm về trước khi chúng ta mới hẹn hò và lúc đó bà còn chưa tròn 18 tuổi không? Có, tôi nhớ, người vợ dịu dàng đáp. Bà có nhớ bố của bà đã bắt gặp chúng ta đang hôn nhau trong chiếc xe ô tô của tôi hay không? Có, tôi nhớ chứ, người vợ chau mày, bắt đầu hết kiên nhẫn. Bà có nhớ khi ông ấy dí khẩu súng vào mặt tôi và bảo, hoặc là cậu phải cưới con gái của tôi, hoặc là cậu sẽ phải ngồi tù 30 năm, bà nhớ không? Tôi nhớ, vậy thì sao? Người vợ gằn giọng, người chồng quệt thêm một giọt nước mắt rồi đáp, bà biết đấy, nếu tôi chọn cách kia thì hôm nay tôi đã được ra tù rồi. Có một số người hối hận về cuộc hôn nhân của mình nhưng đến mức thà là ngồi tù như người chồng trong câu chuyện trên thì không biết có nhiều người hay không. Còn bây giờ là một câu chuyện có thật. Trên một con đường ở thành phố New York, một câu hỏi rất là gợi tò mò, được viết trên một tấm bảng cực to đang chờ đợi những người đi ngang viết câu trả lời. Câu hỏi đó thế này, bạn hối hận nhất về điều gì? Bạn hẳn sẽ nghĩ rằng những câu trả lời được viết ra sẽ dựa trên những điều hoàn toàn khác nhau, bởi vì mỗi người, tất cả mọi người đều khác nhau và ai cũng có những chuyện riêng biệt trong cuộc sống của mình. Nhưng dần dần khi ngày càng nhiều câu trả lời được viết ra thì người ta bắt đầu nhận ra một chủ đề chung. Đúng. Có một điểm chung giữa tất cả các câu trả lời, đó là có một từ gồm 3 chữ tiếng Anh xuất hiện trong hầu hết các câu trả lời. Phần lớn những nỗi hối hận không nằm ở những gì người ta đã làm, mà là những điều người ta chưa làm. Mỗi người theo cách này hay cách khác, hầu như tất cả đều dùng từ not. Ví dụ, không theo học trường y cho đến cùng, không nói con gái yêu bố mẹ.
Đó thực sự là một thực tế đáng buồn. Thông điệp đằng sau thí nghiệm xã hội này khuyến khích chúng ta có một cảm giác tự tin. Nó nhắc nhở chúng ta rằng sẽ luôn có những cơ hội mới để chúng ta sẽ không cần phải hối hận nếu chúng ta nắm lấy những cơ hội đó. Ai đó đã từng nói, đến cuối cùng chúng ta chỉ hối hận về những cơ hội mà mình đã không nắm lấy, những mối quan hệ mà mình đã không giữ gìn và quyết định mà mình đã chờ đợi quá lâu mới đưa ra. Bài học ở đây rất rõ ràng, bạn sẽ luôn hối hận nhất về điều mà bạn không bao giờ thử cố làm. Vì vậy, đừng bỏ lỡ, hãy bước đi, hãy thử, hãy cố, hãy làm, đừng để mình phải hối hận. Thầy hiệu trưởng và các bạn sinh viên. Một buổi tối nọ, bốn sinh viên đi chơi, tiệc tùng đến khuya, họ chẳng quan tâm chút nào đến bài kiểm tra ngày hôm sau và tất nhiên không học lấy một chữ. Sáng hôm sau, bốn sinh viên này lập một kế hoạch để trốn thi, họ bôi dầu mỡ và bụi bẩn lên người rồi đến gặp thầy hiệu trưởng. Ở đó, họ kể với thầy rằng tối hôm trước, họ đi dự đám cưới một người quen và trên đường về, một bánh xe đã bị nổ nên cả bốn phải đẩy xe vào tận ký túc xá. Tận sáng mới đến nơi và vì vậy, họ không kịp giờ thi. Thầy hiệu trưởng lắng nghe câu chuyện đó và suy nghĩ, rồi thầy cho phép bốn sinh viên kia làm lại bài thi vào 3 ngày hôm sau. Bốn sinh viên rất mừng rỡ, rối rít cảm ơn thầy và quay về học đàng hoàng. Khi tới ngày thi lại, bốn sinh viên này đến phòng thầy hiệu trưởng với thái độ rất tự tin. Thầy hiệu trưởng yêu cầu mỗi sinh viên vào một phòng thi riêng để làm bài. Chẳng sao cả, mấy sinh viên nghĩ vậy vì họ đều đã học cả rồi. Thế rồi, họ nhìn thấy bài kiểm tra được thầy hiệu trưởng phát cho mình, trong đó chỉ có 2 câu hỏi. Họ tên, 1 điểm. Hôm sau em đi dự đám cưới về, bánh xe nào đã bị nổ, 99 điểm. Bài học ở đây là hãy luôn chịu trách nhiệm về những hành động của mình. 2. Đúng lúc đúng nơi, hai mẹ con lạc đà đang nằm nghỉ dưới một cái cây to. Chú lạc đà con hỏi, tại sao loài lạc đà chúng ta lại có bướu trên lưng hả mẹ? Lạc đà mẹ suy nghĩ rồi đáp, chúng ta là loài động vật sống trên sa mạc, nên chúng ta phải có cái bướu để giữ nước trong đó. Nhờ vậy mà chúng ta có thể sống được dù cần rất ít nước. Lạc đà con lại hỏi, vậy tại sao chân chúng ta lại dài và bàn chân chúng ta lại tròn vậy mẹ? Để chúng ta có thể đi được bền bỉ trên sa mạc, lạc đà mẹ đáp. Còn lông mi của chúng ta thì sao hả mẹ? Sao chúng lại dài như thế? Lông mi dài và dày là bảo vệ đôi mắt của chúng ta khỏi các sa mạc. Giờ đến lượt lạc đà con suy nghĩ rồi hỏi tiếp. Chúng ta có bướu để giữ nước khi chúng ta sống trên sa mạc. Chân chúng ta dài để đi lại bền bỉ trên sa mạc và lông mi dày bảo vệ mắt chúng ta khỏi các sa mạc. Vậy tại sao chúng ta lại sống trong sở thú hả mẹ? Bài học ở đây là những kỹ năng và khả năng của bạn chỉ có ích khi bạn sử dụng chúng đúng lúc đúng chỗ, chứ nếu không chúng cũng chỉ là sự lãng phí mà thôi. 3. Ai cũng có một câu chuyện. Một chàng trai chừng 23-24 tuổi đang nhìn ra ngoài cửa sổ tàu hỏa và kêu lên, bố ơi, nhìn những cái cây này nó cứ chạy lùi lại sau chúng ta kìa. Người cha mỉm cười. Còn một cặp vợ chồng trẻ ngồi gần đó nhìn có vẻ phấn khích rất trẻ con của chàng trai với vẻ tò mò. Bỗng nhiên chàng trai lại kêu lên, bố ơi, nhìn những đám mây chạy theo chúng ta kìa. Cặp vợ chồng nọ không kiềm chế được, liền nói với người cha của chàng trai bằng giọng thông cảm. Sao ông không đưa cậu ta đến gặp bác sĩ? Người cha lại mỉm cười và đáp, tôi đã làm như vậy và chúng tôi vừa từ bệnh viện trở về đây. Con trai tôi bị mù từ khi mới sinh, hôm nay là ngày đầu tiên đôi mắt nó có thể nhìn được. Bài học ở đây là mỗi con người trên hành tinh này đều là một câu chuyện. Đừng vội phán xét người khác khi bạn còn chưa thực sự biết rõ về họ. Một người xa lạ mệt mỏi ngoài đường. Joe vốn là một người cha bình thường và chưa từng nghĩ mình sẽ làm được điều gì để thay đổi cuộc sống của ai khác, trừ cuộc sống của những đứa con mình. Thế rồi một hôm đang đi lái xe trên đường phố ở Chicago, Mỹ, anh nhìn thấy Fidencio, một ông cụ mà sau này anh mới biết là ông cụ đó đã 89 tuổi, đang đẩy một chiếc xe bán kem. Joe không quen biết Fidencio, tất nhiên là anh có thể nhìn thấy rõ ràng rằng ông cụ kia đang mệt lử vì lao động vất vả. Trái tim tôi như tan vỡ khi nhìn thấy một ông cụ ở lứa tuổi đáng lẽ là được nghỉ ngơi lại vẫn đang phải làm việc nặng nhọc như vậy. Joe kể lại, tôi không thể lái xe đi tiếp, tôi dừng lại và chụp một bức ảnh. Sau đó tôi mua của ông ấy 20 que kem, đưa cho ông ấy $50 và chúc ông ấy những điều tốt lành, rồi tôi lái xe đi. Nhưng câu chuyện chưa kết thúc ở đây, Joe muốn làm nhiều hơn nữa, anh chia sẻ câu chuyện này và tạo một tài khoản để quyên góp tiền cho ông cụ xa lạ kia. Mục tiêu của Joe là $3,000, chỉ trong vòng vài ngày cộng đồng mạng đã quyên góp hơn $141,000. Rất đáng ngạc nhiên, các khoản tiền tiếp tục được gửi về. Không lâu sau, những người xa lạ tốt bụng đã quyên góp được $384,000 cho Fidencio. Về sau, Marcia mới biết được rằng câu chuyện của ông cụ bán kem còn buồn hơn mức mà anh có thể tưởng tượng ra. Con gái của ông Fidencio vốn vẫn giúp đỡ tài chính cho ông và vợ ông.
cho đến khi cô không may qua đời đột ngột. Vì thế hai vợ chồng ông Fidencio còn phải nuôi cả những đứa cháu, các con của cô gái, nên ông buộc phải tiếp tục làm việc để kiếm sống. Ông đã làm việc hơn 12 tiếng mỗi ngày trong suốt 23 năm qua và để kiếm được khoảng 50 đến 60 đô la trên ngày, mức không phải là cao ở Mỹ. Tất cả mọi người cùng tham gia, cùng đóng góp và thực sự lan tỏa tình yêu thương. Đó đúng là điều tốt đẹp nhất mà tôi từng thấy. Joe, một người giúp đỡ Joe thực hiện dự án quyên góp này đã nói, những hành động tử tế đôi khi xuất phát từ những điều rất bất ngờ hàng ngày. Chúng ta cho rằng cộng đồng con người vẫn luôn là một cộng đồng tuyệt vời nhất và biết chia sẻ. Mỗi hành động của chúng ta hàng ngày đều có thể tạo nên điều khác biệt cho cuộc sống của một ai đó. Liệu bạn có thể làm ít nhất một việc tốt ngày hôm nay? Hãy thử xem nhé. Một cử chỉ giản đơn. Bạn cảm thấy gì khi đang đứng trên tàu điện ngầm hoặc trên xe buýt mà có một người đàn ông trông hung hăng, đầy vẻ hằn thù bước lên? Hẳn hầu hết mọi người đều thấy ít nhiều sợ hãi. Nhưng một cử chỉ rất đơn giản của một bà cụ 70 tuổi lại khiến cho suy nghĩ của mỗi người đều thay đổi. Tôi luôn tin vào câu nói, hành động quan trọng hơn lời nói. Chúng ta cũng đã nghe hoặc đã nhiều lần đọc và biết điều những người xa lạ giúp đỡ nhau trên đường, nhưng lần này người hùng của chúng ta là một người phụ nữ rất lớn tuổi. Hành động của bà trên một phương tiện giao thông công cộng ở Vancouver đã nói lên rất nhiều. Một ngày mùa đông vào cuối năm 2016, một người đàn ông bước lên tàu điện ngầm. Anh ta có ngoại hình cao lớn, bập trợn, miệng anh ta la lối và chửi thề, dáng vẻ anh ta hùng hổ, nghênh ngang, khiến những hành khách khác đều cảm thấy cực kỳ khó chịu và bất an. Nhưng tất nhiên là chẳng ai muốn dây dưa với những người như thế. Một số người thậm chí còn bước tránh xa anh ta, không che giấu thái độ muốn chắc chắn mình không liên quan tới con người có hành vi gây hấn đó. Thế nhưng một bà cụ 70 tuổi đã làm ngược lại, bà đợi đến khi người đàn ông cao lớn 1m9 này bước lại gần. Rồi bà lại nhẹ nhàng với anh ta, nắm lấy bàn tay của anh ta không nói một lời nào. Không có câu nói hay câu trả lời, bà cụ chỉ trao cho anh ta một cái siết tay chắc chắn, dịu dàng và đầy an ủi. Còn người đàn ông kia ngồi bệt xuống sàn, có vẻ bình tĩnh trở lại, mắt bỗng ngấn nước. Một người đàn ông khác có mặt trên toa tàu tên là Taha đã chép được khoảnh khắc ngọt ngào kỳ diệu này và đăng lên Facebook. Bức ảnh được chia sẻ 32.000 lần và chạm đến trái tim của vô số con người. Taha kể rằng anh đã nói chuyện với bà cụ sau khi xuống tàu và bà cụ đã giải thích rất thẳng thắn, rất sâu sắc về hành động của mình. Tôi là một người mẹ và cậu ấy đang cần có ai đó để chạm tới, bà nói và lau nước mắt. Lời nói ngắn gọn nhưng thể hiện lòng nhân hậu, cảm thông và bao dung. Điều mà không phải lúc nào chúng ta cũng dễ dàng thấy được ngoài đường phố. Sau khi kể lại câu chuyện này, Taha đã viết lên một lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta. Đừng vội phán xét một người lạ trên xe buýt hay ở đâu đó. Cuộc sống không đối xử công bằng với tất cả mọi người đâu. Hẳn là bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể học hỏi được từ việc này. Đôi khi, những người mà chúng ta muốn phớt lờ nhất, muốn tránh xa nhất, lại là những người đang cần nhất dù chỉ một chút sự thông cảm và an ủi. Dù chúng ta có năm giác quan riêng biệt và có độ nhạy cảm khác nhau ở mỗi người, nhưng đôi khi chẳng cần suy tính thiệt hơn gì cả. Chỉ cần một cái chạm tay đơn giản là đủ để xoa dịu một trái tim, một tâm hồn được cảm thấy bình yên, để tất cả những ai nhìn thấy được lại có lòng tin vào con người. Lao vào khi những người khác lao ra, lúc đó là buổi trưa, bạn đang đi bộ hoặc đang đi xe, hoặc đang làm việc hoặc đang đạp xe dọc theo đường cao tốc đông đúc sát một trường đại học lớn thì chợt bạn nhận thấy một tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra. Một chiếc xe máy đang nằm trên đường và đang bốc cháy, một chiếc ô tô móp méo rõ ràng là bị va chạm mạnh. Đang dựng gần chiếc xe máy và ngọn lửa đang bắt đầu lan sang chiếc ô tô, bỗng nhiên bạn để ý thấy có người, có lẽ là người đi xe máy, đang bị kẹt bên dưới của chiếc ô tô, anh ta không động đậy được. Với tất cả suy luận của mình, bạn cho rằng có thể anh ấy đã chết, nhưng bạn không thể chắc chắn được mà ngọn lửa thì đang lan sang nhanh về phía của anh ta. Bạn sẽ làm gì ngay lúc này? Đối với khoảng 14 người đang đi ngang qua vào ngày thứ hai đó thì câu trả lời đến rất nhanh và rất rõ ràng, họ lao đến để giúp, họ cố đưa anh ta ra khỏi gầm xe chiếc ô tô. Nhưng anh ta bị kẹt ở đó và ngọn lửa ngày càng tiến đến gần anh ta. Một vài người cố nâng chiếc ô tô nhưng gần như không thể, có một chút do dự, rồi một nhóm người, nhiều người hơn bao gồm mấy mươi công nhân xây dựng đội mũ bảo hiểm cùng di chuyển sang phía ô tô và với sức mạnh tập thể họ nhấc một bên của chiếc ô tô nặng hơn 1,3 tấn lên để nó chỉ còn chạm hai bánh xuống đất, trong khi một công nhân khác lôi người lái xe máy trẻ tuổi lúc đó đang bất tỉnh ra khỏi gầm xe. Đây là một câu chuyện có thật và nó cũng không phải là mới. Bạn có thể tìm nó trên Google hoặc trên YouTube. Và nếu bạn xem
Đoạn video, bạn hãy để ý rằng ngọn lửa đang liếm vào chân chàng trai bị nạn khi mọi người lôi được anh ta ra ngoài an toàn. Thật thần kỳ, chàng trai trẻ đã sống, có một vài cái xương bị gãy, một số vết chà xuống mặt đường và một số vết bầm dập. Để làm bằng chứng cho việc anh suýt chạm mặt với tử thần, và anh có một điều nữa, một trái tim đầy biết ơn. Một ngày sau vụ cứu nạn kịch tích đó, chàng trai vẫn ở trong bệnh viện để điều trị, nhưng anh đã nhờ được chú của mình đi cảm ơn những người đã chịu nguy hiểm cho tính mạng của anh. Cháu tôi biết rằng đã có những thiên thần để cứu sống nó. Chú của anh nói, một người đã tụ lại, đã chịu sự rủi ro cho tính mạng của chính mình để cứu cả mạng sống của nó. Theo cách tôi nghĩ thì có hai điều ấn tượng đã xảy ra trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi và đáng sợ đó. Từ thời điểm tai nạn đến khi chàng trai đi xe máy được đưa ra ngoài an toàn, thứ nhất là sự nhanh chóng đầy anh hùng của mọi người. Không phải chỉ một người, họ lao vào giúp đỡ bất chấp rủi ro cho bản thân. Việc này làm tôi nghĩ đến những anh cảnh sát và những anh lính cứu hỏa đã lao vào những nơi có thảm họa, trong khi tất cả những người khác đều lao ra. Rồi những người làm công tác cứu hộ đã lao lên những tầng cao để giúp đỡ cho những người khác, thay vì làm theo bản năng tự vệ của mình là lao xuống. Tôi bất ngờ bởi sự can đảm và nhân hậu đó. Tôi không chắc rằng liệu mình có được sự can đảm đó hay không. Mà nói thành thật thì tôi cũng không mong muốn là có khi nào mình phải tìm ra câu trả lời. Nhưng tôi thấy biết ơn vì trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người can đảm như thế. Điều ấn tượng thứ hai xảy ra vào buổi sáng hôm đó là tất cả những con người can đảm ấy đã tìm cách hợp tác với nhau rất nhanh chóng để cứu một mạng người. Nếu họ không làm vậy thì có thể chàng trai đi xe máy đã chết. Một hoặc hai người không thể nâng được chiếc ô tô, dù cho mong muốn thế nào đi nữa. Cho dù 6 hay 7 người, lúc mới chỉ có một nhóm ít người, họ cũng đã cố nhưng không nâng được. Phải là tất cả một nhóm đông cùng nâng một bên của chiếc xe lên để có người khác kéo chàng trai bị thương ra. Ở đây có một bài học cho tất cả chúng ta, rằng dù cá nhân chúng ta mạnh đến mức nào, thì khi đối diện với khó khăn, chúng ta chắc chắn sẽ mạnh hơn nếu hợp tác với nhau. Giống như chú của chàng trai đó đã nói, có rất nhiều khi những chuyện xảy ra trong xã hội hiện tại khiến lòng tin của chúng ta vào con người bị lung lay. Nhưng ở đây chúng ta có không phải là một, không phải là hai, mà hơn một chục người đã lao đến một vụ tai nạn, còn đang có lửa cháy để nhấc chiếc xe nặng hơn một tấn. Điều này thực sự là không thể tin nổi. Và có lẽ bạn không phải tra Google để biết rằng câu chuyện này là sự thật. Không ngừng học hỏi, có một câu chuyện cười cổ điển mà có lẽ bạn cũng đã nghe nhiều rồi, nhưng quả thật nó rất hài hước. Đó là một việc cô giáo của cậu học trò Johnny, em đã copy bài thi của bạn Fred ngồi bên cạnh phải không? Johnny có vẻ ngạc nhiên hỏi lại cô, nhưng làm sao mà cô biết được ạ? Chẳng lẽ chỉ vì bọn em ngồi cạnh nhau ấy ạ? Cô giáo lắc đầu, trong bài thi của Fred có một câu trả lời mà bạn ấy viết là em không biết. Còn cùng câu đó trong bài thi của em viết là em cũng không biết. Chỉ một từ cũng trong câu đó thôi mà tạo nên sự khác biệt rõ ràng, cho nên có bắt chước người khác cũng không thể làm cho bạn hoàn toàn giỏi như họ được. Mà điều quan trọng là bạn phải biết học hỏi để tự cải thiện mình. Điều đó thể hiện rất rõ trong câu chuyện nhỏ sau đây. David và Jack là hai người bạn học cùng trường đại học, sau khi tốt nghiệp thì cùng xin vào một công ty cung cấp hàng hóa. Cả hai đều làm việc rất chăm chỉ, tuy nhiên sau vài năm giám đốc công ty thăng chức cho David lên làm phụ trách kinh doanh, trong khi Jack vẫn chỉ là một nhân viên bình thường như lúc đầu. Đến một ngày kia Jack không thể chịu nổi được, nên viết đơn xin nghỉ việc nộp cho sếp, vì giám đốc gọi Jack đến hỏi lý do nghỉ việc. Jack than phiền, anh cảm thấy sự chăm chỉ của mình không được coi trọng, mà dường như giám đốc chỉ thăng chức cho nhân viên nào khéo ăn nói, làm vừa lòng khách. Vì giám đốc biết rõ rằng Jack vẫn làm việc rất chăm chỉ trong vài năm vừa rồi, nhưng để giúp Jack nhận ra sự khác biệt giữa anh ta và David, nên ông bảo Jack làm thêm một việc nữa. Cậu hãy đi ra ngoài tìm xem có ai bán dưa hấu ở cái chợ gần đây không. Jack nhận lời, đi một lúc quay trở lại và nói có người bán dưa hấu, vì giám đốc hỏi rằng người ta bán bao nhiêu tiền 1 kg. Jack lại chợ ra hỏi, rồi khi quay lại, anh ta trả lời rằng giá $12 trên kg, vì giám đốc lại bảo với Jack, cậu đợi một chút, bây giờ tôi sẽ gọi David đến và đưa ra yêu cầu tương tự. Ông nói và làm ngay. David đi ra ngoài rồi quay lại và đáp, thưa sếp, ngoài chợ chỉ có một người bán dưa hấu thôi, giá $12 trên kg. Nếu mua 10 ký thì sẽ được giá $10 trên kg thôi. Hiện nay trong kho nhà ông ấy còn 340 quả dưa, tuy nhiên ông ấy chỉ chở được 50 quả ra chợ. Dưa của ông ấy rất to, mỗi quả phải nặng đến 15 kg. Thu hoạch 2 ngày trước, dưa vẫn còn tươi, chất lượng tốt. Rất rất ấn tượng và lập tức nhận ra sự khác biệt giữa mình và đồng nghiệp. Anh quyết định không nghỉ nữa, mà ở lại công ty tiếp tục làm việc và học hỏi. Bạn thân mến, một người thành công không đơn giản là người may mắn hơn, mà là người biết quan sát hơn, suy nghĩ nhiều hơn và tìm mọi cách, mọi vấn đề để làm việc một cách sâu sắc hơn. Đối với cùng một vấn đề, những người thành công thường có tầm nhìn trước vài năm,
Trong khi những người khác chỉ có thể nhìn trước một ngày, sự khác biệt là ở chỗ đó. Vậy với mỗi công việc mà bạn làm, hãy tự hỏi mình, nhìn trước được bao xa và mình hiểu công việc sâu được bao nhiêu, bằng cách đó cơ hội thành công sẽ đến. Bức thư của vị CEO. Từ khi mới 2 tuổi, cô bé Alice đã rất mê khủng long. Khác với nhiều cô bé hay thích búp bê thì Alice lại sưu tầm tất cả mọi thứ liên quan đến khủng long và các loài bò sát. Sách, thú nhồi bông đều là về khủng long và động vật bò sát. Alice cũng biết tự chọn quần áo của mình và chỉ thích những món đồ phù hợp với niềm đam mê bất tận của mình mà thôi. Cho nên bố mẹ cô bé phải cố chọn những chiếc váy có hình bò cánh cứng cho con gái của mình. Lớn lên một chút, Alice gần như không bao giờ chịu mặc bất kỳ thứ gì không có hình động vật bò sát, thể thao hoặc siêu anh hùng, nhưng cô bé tất nhiên không chịu mặc quần áo của con trai, trừ là quần áo cũ của cậu anh trai. Tuy nhiên khi cậu bé nghịch ngợm đó mặc chặt thì những món đồ đã trở nên quá cũ, đôi khi là rách ra rồi. Nhưng nếu có ai khuyên Alice là hãy mặc những bộ váy nữ tính với hình búp bê thì Alice, một cô bé mới 5 tuổi, bé nhỏ, sẽ nghiêm túc đáp: con cháu sẽ mặc thứ gì mình muốn, rất cá tính và không bao giờ giải thích. Thế rồi một hôm Alice nhìn thấy máy tính của bố và những chiếc áo phông của hãng Gap mà bố định đặt mua cho cậu con trai. Áo phông con trai có hình Star Wars, ô tô Hot và nhiều nhân vật truyện tranh, chưa kể hình cá mập và các môn thể thao khác. Alice đòi bố cho xem một áo con gái. Áo con gái có hình công chúa Disney, thỏ và xì chum, đúng kiểu dành cho một cô bé 5 tuổi, nhưng với Alice đây là sự bất công. Cô bé đã viết một bức thư, sau đó được bố gửi qua email cho tập đoàn Gap. Gap thân mến, tên cháu là Alice và cháu sắp được 5 tuổi rưỡi. Cháu thích những chiếc áo phông thật ngầu, có hình siêu nhân, người dơi và xe ô tô nữa. Tất cả áo phông con gái mà các cô chú, các bác sản xuất đều có màu hồng và hình công chúa và những thứ kiểu như thế. Trong khi áo phông con trai thì rất đẹp, có siêu nhân, người dơi, ban nhạc rock và thể thao. Các cô chú, các bác có nghĩ đến những cô bé vốn thích những thứ đó hay không, như cháu và các bạn của cháu hay không? Các chú, các bác có thể làm một số áo phông con gái mà ngầu như thế hay không? Hoặc là các cô, các chú, các bác có thể làm một loạt áo không phân biệt con trai hay con gái, chỉ đơn giản là trẻ em, được hay không? Cháu xin cảm ơn, Alice. Khi bức thư gửi đi, bố của Alice đã muốn giải thích cho cô bé rằng việc này sẽ chẳng đi đến đâu. Nhưng nhìn vẻ mặt háo hức của Alice thì bố cô bé lại không nỡ nói ra. Thôi thì, bố cô bé nghĩ, thà cứ để con bé tin rằng tiếng nói của mỗi người đều có thể tạo ra sự thay đổi, cứ để nó làm, còn hơn để nó chưa làm đã phải dừng lại. Nhưng thật bất ngờ, 2 tuần sau đó, Alice nhận được email hồi âm của chủ tịch kiêm CEO của hãng Gap. Chào Alice, bác đã nhận được thư của cháu và muốn tự mình hồi âm cho cháu. Bác là người đứng đầu của hãng Gap, cháu có vẻ là một cô bé rất tuyệt với cảm nhận tuyệt vời về phong cách thời trang. Ở Gap Kids, các bác luôn cố tạo ra đa dạng các phong cách và lựa chọn cho các cô bé và cậu bé, mà như thế có nghĩa là phải là những chiếc áo phông con gái với hình khủng long, xe cứu hỏa, cá mập, bóng đá và một số siêu anh hùng nữa. Bộ siêu tập Disney mới nhất của các bác, Người đẹp và quái vật, cũng là sức mạnh và sự can đảm của các cô gái, và đó là điều rất quan trọng đối với các bác. Nhưng cháu nói đúng, bác nghĩ mình có thể làm tốt hơn trong việc tạo ra nhiều sự lựa chọn cho tất cả mọi người. Bác đã nói chuyện với các nhà thiết kế và các bác sẽ tạo ra nhiều thứ ngộ nghĩnh hơn mà bác nghĩ là cháu sẽ thích. Trong lúc chờ đợi, bác sẽ gửi tặng cháu một vài chiếc áo phông mà bác rất thích. Từ đây, bộ sưu tập mới nhất của nhãn hàng của bác. Cháu hãy xem chúng và cho bác biết là cháu nghĩ gì nhé. Những góp ý của khách hàng là rất quan trọng đối với bác, bởi vì điều đó sẽ giúp cho các bác tạo ra những sản phẩm tốt hơn trong mỗi mùa. Một lần nữa xin cảm ơn cháu, chủ tịch CEO của Grab. Đúng là một sự ngạc nhiên về dịch vụ khách hàng, bố của Alice cũng rất bất ngờ về đăng email này lên mạng của xã hội. Từ đó email của Gap đã được đăng lên nhiều tờ báo tại Mỹ. Có một số điều nổi bật trong email của Gap mà tất cả những nhà doanh nhân, những lãnh đạo và những người muốn bước chân vào kinh doanh đều có thể đọc, xác định rằng lời than phiền của khách hàng cũng là một món quà, đó là những phản hồi quý giá và tạo cơ hội để cải thiện. Gửi quà tặng để đổi lấy phản hồi giá trị đó. Việc này gây ấn tượng mạnh và có thể giành được thiện cảm của khách hàng đó suốt đời. Khen ngợi khách hàng dù khách hàng đang phê bình mình, đó là điều ít người làm được. Tất cả những điều trên đều tuyệt vời, nhưng có một hành động nổi bật nhất ở đây là đại diện công ty Gap đã nhận lời khuyên của một cô bé 5 tuổi. Đúng vậy, CEO của một công ty nhiều tỷ đô la với hơn 100.000 nhân viên đã ghi nhận rằng một cô bé 5 tuổi chỉ ra cho ông một vấn đề lớn của công ty, không phải là một giám đốc điều hành khác, không phải là một doanh nhân.
Chỉ là một cô bé mới có 5 tuổi, đó không phải là một việc dễ dàng và hầu hết mọi người đều không làm được, mặc dù chúng ta đều nên làm như thế, bởi vì thường thì các bạn có thể nhận được những phản hồi tốt nhất từ những người mà bạn ít kỳ vọng nhất, một người bảo vệ, một người quét đường chẳng hạn. Cho nên nếu bạn chỉ học một điều từ email của Gap thì bạn hãy học hỏi được điều này. Những ý tưởng tốt có thể đến từ bất kỳ ai, cho dù là họ bao nhiêu tuổi.